Hello mọi người, lại là Khoa đây. Trong cái tutorial ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn mọi người đi mua cái ghế này nhé. Thế thì trong cái tutorial này sẽ gồm có 5 phần Thứ nhất đó chính là Reference Thứ hai là Modeling Thứ ba là Unwrap Thứ tư là Lighting Và thứ năm thì mình sẽ đi tạo vật liệu cho nó ha Sau khi mà mình học xong cái tutorial này rồi đó Thì mình có thể Modeling được một cái ghế trông giống như thế này nhé. Và bây giờ dành cho quảng cáo Nếu như mà bạn nào cũng yêu thích dựng hình đồ nội thất Thì các bạn có thể tham khảo khoa học phương pháp dựng hình này ha Mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể tìm trên trang web 3D Tutorial.net nhé. Để có được những hình ảnh Reference nè Hay là File Lighting Studio Hay là những cái texture mà mình sử dụng ở trong cái phần mà đi tích. Là vật liệu á thì mọi người nhớ bấm vào cái phần download file thực hành ha thế thì mình có thể download cái file thực hành này ở đâu nè nếu như mà các bạn đang ở trong cái giao diện của youtube á thì mình hãy bấm xuống dưới cái phần mô tả ha tại đó thì mình có để một cái link dẫn tới trang web 3 tutorial sau khi bấm vào rồi thì mình sẽ có được một cái giao diện trông giống như thế này lúc này thì mình sẽ bấm vào cái nút download file thực hành ha à, tiếp đến thì mình hãy bấm vào cái nút download ở phía trên đây nè đấy như vậy là mình đã có thể download từ file thực hành rồi tiếp theo thì mình sẽ đi điểm qua những cái phần mềm hay là những cái login mà mình có sử dụng ở trong cái tutorial này ha thế thì ở trong cái tutorial này á mình có sử dụng phần mềm 3D Max để đi dựng cái phần khung cho nó nè những cái phần vải bóc hay là gối đệm thì mình sẽ sử dụng bằng phần mềm Mouflet ha về phần ánh sáng và vật liệu thì mình sẽ tạo nó bằng V-Ray nhé bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có sử dụng một số login để có thể copy được cái model từ file này sang file khác thì mình sẽ sử dụng login copy paste để đi unwrap cho cái đối tượng này thì mình sẽ sử dụng hai cái login, một cái là Unwrap Pro và một cái là Tool Đây là hai cái login mà nó riêng biệt với nhau nhé. Nhưng mà khi mà các bạn cài nó vào cùng một lúc thì nó sẽ tự động tích hợp lại với nhau nha. Thế thì nếu như mà bạn chưa có cài phần mềm hay là login ha thì các bạn có thể vào lại trong cái giao diện này nè. Lúc này mình sẽ bấm vào cái phần cài đặt phần mềm về login ha khi mà bấm vào nó sẽ nhảy ra một cái may map trong giống như thế này thì mình thiếu cái phần mềm nào thiếu cái login nào các bạn chỉ việc là tìm đến nó và mình bấm vô cái mũi tên ở bên phía trên đó ha thì nó sẽ dẫn đến cái nơi mà mình có thể download nè cũng như là hướng dẫn cài đặt nhé sau khi mà đã chuẩn bị đầy đủ xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào trong cái tutorial nhé ở cái phần đầu tiên này đó chính là reference tìm có nghĩa là mình sẽ đưa những cái tấm hình chụp thực tế vào trong file 3d max ha để có được những cái tấm hình này nè thì các bạn nhớ bấm vào cái phần download file thực hành nha em đã để sẵn nó hết ở trong đó rồi. Uh, ok, không giải thích gì dòng nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi đưa những cái tấm hình này vào trong 3D Max ha. Rồi, bây giờ thì mình hãy đưa những cái uh, tấm hình thực tế này vào trong 3D Max ha. Uh, ở đây khi mọi người download cái file thực hành xuống á thì mình có cái uh, thư mục này nè ha. Uh, đấy. Uh, đặt những cái tấm hình này thì mình sẽ đem vô. Hiện tại thì ở đây mình có cái một cái tấm mặt lép nè, một cái tấm mặt front nè, một cái tấm mặt top nè ha. Với lại uh, cái này là cái phối cảnh. Rồi thêm tấm em ngồi ở đây nữa nè. <laughs> ở đây á cái tấm hình này khi mà mọi người quăng vô thì lưu ý một chuyện ha có một cái là cái sơ xuất của em lúc đó <laughs> là em đã đi bóc trúng một cái ghế mà nó bị gãy nó một thanh hai thanh ba thanh ờ, à, đây ha cái ghế này á thì nó kiểu lục giác á thì nó sẽ có luôn cả sáu thanh ha đó à, xui xui bóc trúng cái ghế mà nó bị rớt mất hai cái thanh này ờ, à, đó chứ còn cái ghế hoàn chỉnh của nó ha thì mọi người sẽ thấy nè à, ở những cái diện này nó đều có cái thanh ngang này nhé À, đâu đó mọi người biết tại sao mà em đi bóc cái ghế đó không <laughs> à, vừa mới vô cái hội yêu cầu đi test covid quéo quá trời rủi đây nhá mình dẻ một cái tấm plan nè nhớ để uh, minh cho nó là một một nè ha à, xong rồi cái tấm hình này á mình sẽ check xem là cái kích thước của nó là bao nhiêu cái cách dễ nhất là mình giữ anh tlat nè mình kích đúp vô cái tấm hình ha thì nó sẽ bật lên cái bảng này luôn cho mình xong rồi cái mình vô cái mục đi theo nè đó cái kích thước là bốn không ba hai 2268 Thì mình nhập ở đây 4032, 2268. Ok chưa Đó như vậy là mình được một cái tấm len Nó đúng cái kích thước ha Lúc này mình chỉ việc mình cầm cái tấm hình mình quăng ở vô đây thôi Trong trường hợp mà quăng nó vô nó bị như thế này á Có nghĩa là cái tấm hình của mình nó đang bị lật ngang ha à, Thì lúc này mình có thể là 4032 à, Ok ha mình đảo lại Uh, mình chỉ cần làm một tấm thôi ha tại vì những cái tấm hình này á là em uh, chụp uh, uh, em chụp từ điện thoại ra vì thế là uh, mình làm một tấm thôi uh, những cái tấm còn lại nó sẽ giống cái, giống nhau về kích thước ha. bây giờ là mình mới có được cái tấm hình nó vô đây nó đúng tỷ lệ ngang dọc ha có nghĩa là cái tấm hình này nó không có bị bẹt lên hay là nó không có bị dẹp xuống như thế này à, tuy nhiên là nó chưa có đúng cái kích thước tiếp theo ha thì mình sẽ đi nhắm về cái kích thước của nó à, ở đây á mình có thể là vẽ đại một cái rét tăng ha à, đâu đó mình cho cái ghế này nó cao tầm khoảng là bốn trăm rưỡi đi em đi lấy một cái con số nó tương đối ha à, nó, nó nó tương đối phổ biến phổ biến cho những cái ghế đó. À, đó. Còn cái cách mà uh, tùy vô cái cao độ của bàn, tùy vô cái cao độ của cái bàn của mình ha. Cái mặt ngồi của ghế đó, nó sẽ có một cái chiều cao thích hợp. Nhưng mà uh, cái cách cái cách mà đối với em làm ở đó chính là, thí dụ như mặt bàn này nó cao là 750 đi ha. Đó, thí dụ như mặt bàn cao là 750 thì mọi người có thể là mà từ cái mặt bàn xuống cái mặt ghế á thì thường cái khoảng cách này nó sẽ rơi vào là 300 ha. Thí dụ như bàn cao 750 thì cái chiều cao của ghế á nó sẽ là 450 450 ha từ sàn lên cái này. Đó, mình có thể nhớ cái con số 300 này thôi nè để khi mà mình đụng qua những cái bàn ba cái bàn mà nó cao hơn á ha thì thì mình cứ lấy cái chiều cao của bàn trừ xuống 300 mình sẽ ra được là cái mặt ngồi phù hợp với nó ha. Đây cái này 450 ha Thì lúc này mình sẽ đi scale cái tấm hình này á Đó thấy không Để Từ dưới sàn à, lên cái mặt ngồi nè Nó tầm khoảng là 450 ha thôi, Như vậy thôi Mình lấy cái tấm hình này làm móc nè Ở đây mọi người có thể là uh, Mình vẽ trước Đó mình có thể uh, vẽ trước uh, Ví dụ như cái này nó đang là Một cái cái tăng ha Đó mình vẽ cái mặt ngồi nè Rồi cái này chắc là em sẽ đi hình convert nó sang SP line đi Nhấn số 2 á Mình copy thêm cái nữa Là cái đường chiều cao ha nó, cái này nó giống như cái cây thước thôi để anh để cái này nè mình scale cho nó đúng cái tỷ lệ ha nó đúng tương đối thôi nhé nè mọi người thấy không từ đây nè cái chân của nó nó bằng nhau nè ha à, cái mặt ngồi nó bằng nhau nè và cái cao độ này nó bằng nhau luôn cái cái cao nhất á, cái phần lưng ghế á rồi cái này đương nhiên không có gì để so hết mình kệ nó đi. rồi cái này chỉ là cái tấm hình tham khảo thôi mình không có xếp vô reference để mà mình đi dựng đâu à, nhưng mà mình để ý, nó đừng có to quá đừng có nhỏ quá ha rồi, cái này chưa chưa có cái gì để đo hết cho nên là uh, cái này mà muốn đo không, mọi người, mình sẽ phải uh, giống xuống đây nè. Mọi người thấy không? Cái 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 bên hông của cái này nè, nó sẽ ứng với lại cái này. Còn cái cái ngoài rìa của cái này nè, nó sẽ ứng với cái này ha. Nói gì thì nói, nó cũng chỉ ở cái mức tương đối thôi, mình sẽ tham khảo vô đó ha. Những cái kích thước này không cần nữa thì mình có thể xóa hết những cái đường line này đi ha. Đó cái này bên mặt lép thì mình xoay nó uh, 90 độ ở đây Rồi cái này mặt front mình có thể để lại Cái này mặt top thì mình xoay nó nằm ngang Đó cái đối tượng mình đi dựng á Thì mình nên để nó ở ngay cái uh, vị trí này Em giải đại một cái khó bóc nha Để mà có thể quản lý được cái uh, kích thước cái khung bao tổng á Thì thường á nha là cái khó bóc này nè mình đi convert nó sang uh, edit table boolean nhé. Nhấn số 1 nè, đây vị trí này là cái vị trí mà cao nhất nè ha còn vị trí này nó là cái vị trí của cái chân ghế nè à, cái này là đối với lại cái khung á à, mình đi để cái chụp tọa độ cho nó là không không ha còn bên cái mặt lép á thì mình để cái tấm hình này nè ha cái này mình sẽ cho nó ra đây. thật ra à, em đang nhấn antialias ít á cho nên là nó mới nhìn xuyên qua thôi mọi người mà muốn mà thấy rõ luôn á ha mình có thể vô cái tab kế cuối nè bấm vô cái Đi, uh, display box là ha nó để cho cái uh, cái khối bóc của mình đó nó chỉ hiện cái khung dây thôi như vậy thì mình có được cái uh, tương quan giữa cái mặt lép với lại cái uh, mặt front ha đó, cái hình phối cảnh này tham khảo mình để nó gần gần ở đây để lùi nữa nha để nó gần quá nó cứ dướng dướng trước mặt mình đây còn cái mặt top này cái khâu bóc này nè mọi người có thể là nhấn cần chu v để copy tại chỗ ha khi copy tại chỗ thì mình nhớ là kiểm vô copy nhé nhấn ok nè Đó, ở đây nè ha mình sẽ chọn điểm nè mình hạ nó xuống đây ngay cái chỗ mặt ngồi nhé ok mình cũng qua cái tab thứ tư kiểm vô display airport luôn đó như vậy thôi là mình đã xong được cái phần mà ha đó mình có được một cái khung tương đối để mà mình đi dựng cái uh, ghế này á À, cuối cùng mình dựng xong á ha thì cái ghế này nó sẽ lọt đồng vô cái khung này. Cái cách này nó sẽ giúp mình uh, uh, kiểm soát được cái kích thước của cái model ha. À, em sẽ kết thúc cái phần 1 này đây ha, sang tới phần sau thì mình sẽ tiến hành đi uh, modeling cho nó nhé. Sang đến phần thứ hai thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi modeling cho nó ha. Thì đối với lại cái ghế này á, mình sẽ modeling nó hoàn toàn À, bằng 3D Max không ha, không có sử dụng thêm cái phần mềm khác. OK, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi modeling cho nó nhé. Thế thì ở cái bước modeling này nè, mình sẽ suy nghĩ xem là mình sẽ bắt đầu từ cái nào trước ha. À, thế thì thí dụ mà xét trong năm dạng ghế á, đây nó sẽ thuộc về cái dạng ghế uh, thứ năm ha. Cái lý do là tại vì sao? Tất cả những cái có ở trên cái ghế này, nó đều là những cái cấu kiện riêng biệt, nhờ mình chỉ việc uh, dựng xong á, cái mình ráp nó lại thôi ha. Nói thì dễ, giờ mình sẽ bắt đầu nè. Uh, thế thì tìm mình thôi nhé ở đây thì em sẽ lựa chọn là mình sẽ bắt đầu đi vẽ từ cái mặt ngồi của cái ghế này trước đi ha thì uh, đa phần cái con tiện nè uh, hay là những cái uh, 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 những cái thanh tới đây thì nó cũng là con tiện uh, hay là cái mặt ngồi này nè ha nó đều thuộc về khối tròn xoay mà đã là khối tròn xoay rồi á thì mình sẽ bắt đầu nó từ một cái đường lai ha bắt đầu từ đây đi chẳng hạn ở đây nè nó có một cái ngấn nhỏ nhỏ ha nó nhỏ thôi nhưng mà mình đừng có bỏ qua nó nhé rồi cái này nè người có thấy không nó sẽ đi ra đây nè đó, xong rồi cái nó sẽ đi vô nè ha Đâu đó thì mình thấy là nó giống như nó lặp lại cái ở trên à, Vì vậy để mà cho đối xứng á à, Thì mình có thể là mình kết thúc cái đường line nó ở đây ha à, Xong rồi sau nữa nè Lúc này á Mình hãy đi copy nó ra Copy cái đường line ra ha Cái mình đi mirror nó lại nè Mirror theo chục à, chục, chục 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 y ha Đó bắt điểm nè Bắt cái điểm này nó vô đây Tới đây rồi thì nó sẽ đi xuống rồi đúng không nó dạng như thế này ha. Thì lúc này nè, mọi người hãy đi uh, uh, attack, mình chọn một trong hai đường line ha, đi attack cái điểm này mình có thể là mình quen nó lại ha. quen nó lại cho nó dính nè, chút hồi nó cong hay là nó như thế nào đó thì mình sẽ đi giải quyết nó sau. Rồi cái này cũng tương tự như hồi nãy nữa là mình cũng sẽ đi uh, copy nó nè ha. Xong rồi cái mình cũng đi mirror cho nó. Ủa nó giống không? Ờ à, không nha, nó không giống nha. Chết rồi bị ngáo rồi. Cái điểm này xuống đây bây giờ thì mình cứ đi uh, attack nó lại nè ha xong rồi cái điểm này á hồi nãy là mình chỉ mới bắt cho nó trùng điểm thôi chứ nó chưa có dính ha mình phải là quét xong rồi cái mình uh, chuột phải mình bấm vào là queo well. đó là cái đường này nó thẳng mình có thể là queo well, xong rồi cái mình xóa điểm đó luôn cũng được nha rồi bây giờ nè những cái đoạn này thôi mình giải quyết cái này trước đi ha ở đây thì mình thấy là nó hơi nó hơi cong ra uh, đó thế thì mình sẽ đi suy nghĩ tới cái chuyện á là mình có thể là mình đi uh, uh, smooth nó thử xem nhá mình chọn điểm nè đổi nó sang thành cái điểm smooth ha đó thì nó sẽ công được như thế này em nghĩ như thế này thì chắc cũng là phù hợp rồi đó. trong trường hợp mình muốn scale cái này ra đó ha thì mọi người để ý á, là mình đang chọn hết những cái dàn điểm ở đây nè à, đó nhưng mà mình cứ rê chuột ở đâu quá cái con chỏ nó cứ đi theo đó ha cái à, lộn cái cái trục cái nó cứ đi theo đó thì cái này mình sẽ chọn qua cái dạng là center nè lúc này cái trục nó nằm ở giữa đó thì mình mới có quyền được scale ra ha À, đó, cái này thí dụ như mọi người mà thấy mà nó bo tròn thôi chứ nó không phải là nó không có cong á ha thì mình có thể là uh, chọn hai cái điểm này nè mình đi fillet ha ha à, cái sự khác biệt là gì à, đối với lại cái này mình smooth á thì nó sẽ cong nó sẽ hơi phình ra đây ha còn đối với lại cái ở dưới này á nó sẽ có hơi hơi một cái đường thẳng nó ở đây còn mà mọi người quyết định nó như thế nào là do cảm nhận khi mà mình nhìn vô cái hình khối thôi ha à, em cố tình nói hai cái khác nhau á để mọi người có thể so sánh được á cái này mình sẽ đi fill led cho nó nè Mình cảm thấy là 5 điểm này Nó cùng một độ fill led Thì mình cứ chọn chung điểm mà mình đi fill led ha Bây giờ cái điểm này mình có thể là so hàng với lại cái điểm này trước đi Rồi cứ kệ nó ha Cái mình cứ gán cho nó cái lệnh lay nè Đó, hiện tại á Thì tại vì cái trục của mình á Nó đang ở đây ha Mình gán xong á Thì nó sẽ xoay xung quanh cái trục này Lúc này à, mình hãy nhấn số 1 nha à, Nhấn số 1 có nghĩa là mình tương tác với trục á đây nè mọi người thấy không cái exit này nè nó lên cái màu xanh ha thì mình sẽ được phép là dịch chuyển cái trục này qua đây khi mà cái 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 trục này nó qua đây á thì cái vòng tròn này nó sẽ to hơn ha à, rồi đối với lại cái dạng mà mình có đi smooth điểm nè hay là mình có đi fillet đồ á nó nó sẽ tăng khá là nhiều cái đường sách minh ngang ở đây ha vì thế là cái này mình sẽ không có đi chu mút hay là không có đi năm về sau đâu mọi người sẽ phải tăng lưới ở ngay cái giai đoạn này luôn ha à, bằng cách là cái 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 sách minh này nè mình hãy tăng nó lên tầm khoảng là 80 ha 80 hay trăm gì đó thì tùy mọi người nhé. Xong rồi á, ví dụ như mình chắc chắn xong rồi, không có làm gì hết nữa thì mình có thể là convert nó sang uh, edit editable bully ha. Em quên thì mới sử dụng phím tắt. Rồi hai cái mặt này nè, nó đang hở ra thì mình cứ nhấn số 3, mình chọn cái đường bộ đơn chọn cả hai luôn nhé. Mình đi cáp cái mặt này lại. Đó, như vậy thôi là mình xong được cái uh, mặt ngồi của cái ghế này rồi. Uh, tuy nhiên ha là cái này á nó vẫn chưa có tối ưu về lưới đâu ví dụ như là mình thấy á khi mà mình đi fillet cái điểm này á thì nó bị một cái vấn đề là nó hơi bị nhiều lưới. Kiểu kiểu nó hơi bị nhiều lưới không cần thiết ha. Thì mình có thể là chọn nó nè. Đó mình chọn những cái đường nào mà mình cảm thấy là nó hơi bị thừa. Cái đoạn này thì ok rồi. Thật ra là mình có cái uh, dot ring đó ha. Nhưng mà ở đây muốn chọn từng cái để uh, có nhiều cái thời gian để quan sát nó hơn. Dot ring thì cũng một cạnh chọn một cạnh bỏ ha. Mình lười mình có thể chọn cái đó xong rồi mình thấy cái chỗ nào mà cái lưới của nó cũng không phải là nhiều lắm hay là cái lưới chỗ đó nó nhiều là hợp lý thì mình có thể là mình đi lội trừ nó ra à, đã chọn xong rồi cái mình đi lót nè xong rồi cái mình nhấn control back pay ha đó để uh, giảm thiểu bớt cái lưới cho mình mọi người thấy á uh, để cần chữ Z lại nè ha đó lúc đầu thì nó như vậy mình đi đi môn nó đi nó cũng không có cái sự khác biệt gì thì rõ ràng là uh, làm như vậy nó sẽ giúp mình tiết kiệm được lưới hơn nhiều khi một cái một cái ghế mình thấy nó chưa có gì nhưng mà nhiều cái thì mình thấy là nó có cái sự khác biệt còn không á ở trên một cái ghế như thế này nó có nhiều con tiện một con tiện mình tiết kiệm nhiều khi không có được nhiều bu ly nhưng mà uh, một đống con tiện ở đây thì nó rõ ràng là nó tiết kiệm nó tối ưu được cho mình rất là nhiều ha mình xong được cái mặt ghế rồi bây giờ thì em sẽ qua cái 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 con tiện này ha thì khi mà đi dựng cái con tiện á mình sẽ cố gắng là mình sẽ phải giữ cho nó thẳng nhất có thể nha đó, chứ còn ở đây xin như thế này là không 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 dựng được đâu. Đó, thì cái cách mà làm cho nó thẳng á, mọi người cứ dễ đại một cái rét tăng ra coi nó như là một cái cây thước ha. Rồi ở đây em sẽ đi nhấn insert nè để chuyển cái trục này vô đây. Đó đang cố gắng đi dựng cái con tiền này. Đó, xong rồi cái mình xoay nó nè. Đó mình cố gắng mình xoay nó thẳng nhất có thể ha. Thì chút thôi mình dựng nó sẽ dễ hơn. Rồi, ok chưa? Mình sẽ vẽ nó ở đây thì mình sẽ tuân theo cái nguyên tắc 3 điểm ha. Nguyên tắc 3 điểm nghĩa là sao? Thí dụ như chỗ này có một đường cong nè mọi người thấy không? Đó, thí dụ như mình thấy là nó chưa được nửa đường tròn thì mình cho nó một điểm ở giữa, một điểm ở đây ha. Từ đây nó thẳng xuống đây. Thi thoảng á, cái hình này nó hơi mờ mà thực ra tại vì cái chi tiết này nó nhỏ quá đó. À, đó. cho nên là thôi mình cứ dễ theo cái cảm nhận của mình thôi ha. Có những cái chi tiết nhỏ nhỏ nó hơi ngấn ngấn á, mình đừng có bỏ qua nha. Tại vì khi mà mọi người bỏ qua á, thì một chút hồi À, mình 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 đi tiện cho nó một vòng á, nó sẽ bị uh, nó giống như nó bị mất chi tiết á mọi người. Thôi cái này mình cứ đang uh, mang theo cái đường biên mà mình đi dễ cho nó thôi ha. Đâu đó em nghĩ cái này nó sẽ thẳng nha, cái cái, cái đường lai á, mọi người để ý cái đường lai. nó thí dụ như nó thẳng như thế này nè. Tại vì cái hình mình xoay nó cũng ở mức tương đối thôi chứ nó không phải là nó thẳng đúng đâu đâu đó thí dụ như mình thấy cái đường cong này chưa được nửa cái đường tròn nè ha nửa đường tròn là thí dụ như đi từ đây qua tới đây luôn nè thì mới là nửa đường tròn ha còn mà nó chỉ đi tới đây thôi à, thì mình cho nó một điểm ở giữa một điểm ở đây cái con tiện mình sẽ phải vẽ thẳng nha mọi người nhắc đi nhắc lại phải vẽ thẳng còn chút hồi lên cái ghế á, thì chắc chắn là nó sẽ hơi nó 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 do là nó bị bẻ cong ra cho nên là nó sẽ hơi xiên ha đó cái đường này đúng ra là thẳng nè chứ nó không có gì đâu bây giờ ha những 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 cái điểm nào quá mà có đạt những cái điểm nào á mà uh, 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 nó nó không có hai cái điều này ha một là cái điểm đó nó không nằm trong hốc và hai là cái điểm đó nó không dính với cái đường thẳng thì mình sẽ đi uh, uh, mình sẽ đi smooth nó ha ví dụ như nè hai điểm này nè mình đi smooth thì mình thấy là nó sẽ cong ra nó giống như là cái biên nè ha đó còn cái điểm này nó được gọi là cái điểm mà nó nằm trong hốc nè đây Uh, thì mình sẽ không có đi smooth nó nha Chút hồi mình sẽ đi fillet nó Tại vì sao? Thí dụ như mà mọi người đi smooth cái điểm này á Thì cái động công của nó nè Mọi người thấy nó to không? Nó sẽ bị hư ha Còn cái này mình sẽ đi smooth nó Đấy những cái mà mình không đi smooth á Thì chút hồi mình sẽ đi fillet Nhưng mà nhớ là fillet mình sẽ làm sao nha Đây cái này nè Mình đi smooth nó nè Mọi người thấy khi mà mình đi biết điểm đúng á Mình đi smooth á Cái nó dăng ra Nó đúng như là cái đường biên ha uh, Rồi cái điểm này chút hồi mình đi fillet sau nha rồi tại sao cái điểm này em sẽ không có đi smooth là tại vì nó dính với một cái đường thẳng đó khi mà nó dính với cái đường thẳng á mình đi smooth á nó sẽ làm văng cái đường thẳng này luôn á nha nó không có ổn đâu đó thì cho nên là cái điểm này chút hồi mình sẽ đi fillet khi mà mình đi fillet á nó sẽ đáp ứng được cho mình á là nó làm tròn cái này và nó vẫn giữ cái đường này cho thẳng ha đó, em cần cho z nhá tại vì á fillet thì mình sẽ làm sao đây là cái điểm nó thuộc về trong hóc đặt cái, cái cái điểm này thì nó dính như là cái đường thẳng phía trên nè cho nên chút hồi mình đi smooth ha còn điểm này ở trong hốc mình không đi smooth luôn nó có cái điểm này nó tròn nè thì mình có thể là đi smooth nè đó ờ, ok chưa rồi cái điểm này nó thuộc về trong hốc ha này hai điểm này nè là mình có thể đi smooth cho nó thấy không nó cong nè cong nè rồi cái điểm này có thể xem mà nó ở trong hốc nè những cái chi tiết nhỏ nhỏ này thôi nha nhưng mà mình dựng đủ á chút hồi cái mình tiện nó một vòng á mình sẽ thấy nó thấy nó có chi tiết á Rồi hai cái điểm này mình sẽ đi smooth ha. Thí dụ như mình smooth xong mình thấy nó không đúng á thì mình sẽ đi mu điểm nó lại. Đó, mọi người có thấy nè, cái điểm này em gọi nó là ở trong hốc á là tại vì ở đây nó cong vô nè ha, xong rồi cái này nó cong ra. Đó vậy có phải là cái điểm này nó ở trong hốc không? Nếu như mà mình đi smooth á, tự nhiên cái nó mất tiêu cái hốc đó à ha, cho nên là mình không có được phép đi smooth, một chút hồi mình sẽ đi fillet nếu cần. À, đâu đó cái này hồi nãy nhìn nó hơi thừa đó cái điểm này mình có thể remove nó đi cái điểm này mình có thể smooth nè không, không ổn Thôi, mình đi smooth cái điểm này ha Chúc hồi cái điểm kia mình đi fillet Rồi cái điểm này thấy nè, nó ở trong hốc nè ha Còn cái điểm này thì sao? Nó dính với cái đường thẳng Cho nên là không có smooth nó luôn Điểm này tương tự nó dính với cái đường thẳng phía trên Rồi điểm này trong hốc nè, điểm này trong hốc nè Không đụng tới nó nhá Đây cái điểm này mình có thể smooth nè Cái điểm này mình sẽ smooth nè Ở đây ha, mình có thể lựa chọn cái fillet này nè Đó, kê vô cái điểm nè, fillet nó lên ha À, cái nào quá mà nó cùng một độ fillet á mình có thể chọn chung ha à, mọi người cũng lưu ý á là có cái mình fillet nó nhiều có cái mình fillet nó ít á chứ không phải là cái chỗ nào mình cũng fillet như nhau ha đó ví dụ như cái này nè mọi người thấy không mình đang fillet nó nhiều hơn á mấy cái trong hốc này mình fillet nó ít thôi nha Ví dụ như hai cái này chung một độ fillet thì mình có thể là làm như thế này đó, mấy cái này nè mọi người thấy cái đầu của nó nó nó, nó thu vô không đó thì mình đi fillet nhiều lên cho nó mượt cái chỗ đó ha như vậy là mình đã xong được cái đường biên rồi đó coi vậy thôi chứ nó không dễ đâu nha à, nhưng mà mình hiểu được cái nguyên tắc của nó rồi á thì về sau mình gặp lại những cái con tiện này nó cực kỳ dễ luôn à, đó tại vì nó cũng chỉ có như đó thôi ở đây á ha hồi nãy á là do là mình không có cái điểm trục ở giữa cho nên á là em mới đi à, mới đi gắn lệnh xong rồi nhấn số 1 ha còn trong trường hợp này nè mọi người thấy không cái biên này nó có một cái điểm ngay tâm này nè ha thí dụ như mình muốn nó xây xung quanh cái điểm này thì mình cứ việc chọn cái điểm này thôi lúc này cái trục của nó nó về đây rồi mình gán cho nó cái lệnh lay nè đó thì nó sẽ xây xung quanh cái điểm này ha à, nhưng mà khi mà nó xây như vậy á mọi người xem nè nó sẽ có xuất hiện hai cái vấn đề à, mà hồi nãy lẽ ra nó không xuất hiện ha đó đối với lại cái cách mà mình chọn điểm xong rồi mình gắn lệnh đó mọi người có thấy cái đầu này nè tự nhiên cái nó bị uh, nó bị cái này không đó cái này là nó thuộc về lỗi queo well co ha có nghĩa là ở đây uh, có rất là nhiều điểm nó đang xây xung quanh đây nhưng mà những cái điểm này nó không có được queo well lại vì thế mọi người hãy kiểm vô queo well co là nó sẽ giải quyết được cái cái lỗi đó nha rồi cái chuyện thứ hai mọi người thấy nó đen thui không là tại vì nó đảo mặt khi mà nó đảo mặt thì mình hãy kiểm vô flip no đó thì nó sẽ sáng bóng lên như thế này cái này chứng tỏ là nó không có còn đảo mặt nữa ha à, rồi bây giờ còn cái vấn đề gì nữa nè mình còn cái vấn đề là Ờ, cái tay uh, mà mình để nó một cái con tiện mà nó đang nhỏ như thế này ha mình để cái size nó 80 là bị quá đáng á mình để chắc là tầm khoảng 30 thôi vừa vừa thôi ha em nghĩ 30 là vừa tại vì mặc định 16 thì nó hơi ít nha mặc định 16 á mình nhìn mình vẫn còn thấy là nó bị nhìn trên mặt tớp á nó vẫn còn bị gặp khúc ở đây nè đâu đó để 30 32 gì đó thì nó sẽ vừa hơn Thí dụ như xong hết rồi mình chắc cú rồi không có sửa gì hết thì mình cứ hình vệt nó sang editable bully Cũng tương tự như hồi nãy nha Mình có thể là mình đi giảm bớt lưới cho nó Giảm bước giảm bớt cái lưới ngang nó chứ không phải lưới dọc nha Lưới dọc là nó nằm ở ở ở trong đây Lưới dọc thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là ở cái mặt trên nhìn xuống đó, hay là mặt dưới nhìn lên đó, Đại khái như thế này nó có bị gặp khúc hay không Thí dụ như mà ít lưới quá ví dụ như 16 đi thì mình sẽ thấy là nó cứ bị gặp khúc gặp khúc như thế này ha. Đó, cho nên là mình tăng lên đó à, còn cái còn những cái dạng như thế này những cái dạng á, mà hồi nãy mình đã đi chọn điểm á, mình quyết định là smooth hay là fillet á, thì nó bị thừa cái lưới ngang ha nhớ nó có lưới ngang và lưới dọc cho nên là mình đừng có nhầm nhá trong trường hợp này á nó nhiều quá đi nó, em không có chọn hộp công như hồi nãy nữa mà lúc này mình chọn trước một đốt như thế này nè nó còn không mình kích đúp luôn cũng được đó, xong rồi cái mình chọn vô là dot riêng nha mọi người thấy không ring ring á thì nó sẽ chọn những cái chuỗi cạnh mà song song có nghĩa là nó chọn hết như thế này. Lúc này mình chỉ muốn giảm bớt nó thôi thì mình sẽ chọn vô là dot riêng nè. Đó. Xong rồi mình thấy á, cái mảng nào mà nó to quá, ví dụ như là lưới ở đây á, nó cách xa nhau đủ rồi, ok rồi, thì mình có thể là à, mình đi nhấn antelope á, mình loại trừ nó ra nè. Ha. Đây cái nồi này nè. đó thấy không? Lưới nó thưa 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 thì mình cứ loại trừ nó ra. Còn cái chỗ nào mà mình đã thấy cái lưới của nó nó kích quá, nhà nó cần giảm bớt thì mình sẽ để để để, để đi remove cho nó ha. Cái khoảng này đang rất là xa này. Ok ha. Đó, mọi người thấy mấy cái chỗ nào mà nó cứ xiết xiết lại á, nó tập trung nhiều xét mình quá. Mọi người nhớ remove là phải nhấn control nha. Mọi người không nhấn control là nó sẽ giữ lại cái điểm rác á, nhấn control bay nè. Đó, để mình giảm bớt được cái lưới của nó đi ha. Trong trường hợp là mình thấy mà nó chưa đủ thì mình sẽ thực hiện lại cái thao tác đó một lần nữa ha. Hồi nãy lẽ ra mấy cái này mình không có nên đi lội trừ nó ra đâu. Tại vì nó hơi bị ấy á. Hơi bị nhiều lưới á. Như vậy là mình cũng đã tinh chỉnh xong cái này rồi. Là mình được một cái cấu kiện này ha để nó quan bên bây giờ mình coi mình tiếp theo mình sẽ đi dựng cái gì nữa nè à, tiếp theo thì mình sẽ quyết định mình đi dựng cái này ha cũng tương tự như hồi nãy luôn đó chính là à, cái này nó có đối xứng nha mọi người cho nên đó là mình chỉ dựng nửa cái thôi à, đó ở đây mình trước mắt mình cứ vẽ một cái rét tăng á để lấy một cái đường giống như cái thước và để xoay cho nó dễ ha thì mình nhấn cái nút insert á. insert là cái nút trên nút đeo á ha còn không mình có thể qua cái tab thứ ba nè xong là cái affect Bevel only nè ha mình mua cái này xuống đây đó cho nó giữ giữa cái để nó ngay giữ giữa cái thanh này nè đó cái nhấn insert cái nữa nè ha cái mình xoay đó mình cố gắng xoay cho cái đường này nó thẳng nhé xóa cái đường xóa xóa cái đã tăng kia đi ha rồi cái này mình bắt đầu từ đâu cũng được ha bắt đầu từ giữa cũng được cái này nó lên đây qua đây xuống đây đây mọi người thấy không cái triệu chứng mà uh, mình 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 xoay mà chưa có được thẳng á uh, uh, nó cứ xiên xiên như thế này nó hơi khó dựng ha đó, thí dụ như nó ở đây xong rồi cái nó lõm vô cái nó đi ra nè ha đó những cái đoạn cong cong nè mọi người thấy không rồi cái chi tiết á cái chỗ này nó hơi khắc xuống á thì mình cứ giá âm như vậy thôi ha rồi nó cắm vô đây rồi mình thấy nè ha đó, cái này á thí dụ như tiết kiệm bu nha thay vì đi fillet á thì nó sẽ bo tròn ví dụ như mọi người muốn tiết kiệm bu á mình đi chamfer luôn Tại vì khi mà nhìn xa xa mình chỉ chamfer một chút thôi. Chamfer thì nó chỉ xuất hiện có hai điểm thôi ha, nghĩa là hai đường xét mình ngang thôi. Nó sẽ không có bị tăng quá nhiều cái bully nha. nhé. Nhưng mà cái này là dành cho những cái chi tiết nhỏ nhỏ ha. Còn cái điểm này là mình smooth nè. Cái điểm này em nghĩ là mình cũng smooth luôn. Tạm thời em giả bộ em quên mấy cái điểm này ha, để chút hồi khi mà uh, mình đi uh, mình đi gắn lệnh nữa, mình thử so sánh giữa chamfer với lại fillet nha. Rồi, bây giờ cái này nè, nó không có cái trục ở giữa đúng không? Mình kệ nó, mình cứ đi gán cho nó cái lệnh lay ha. Xong rồi cái mình nhấn số 1 á, mình move xuống đây. Đó, lúc này mọi người có thấy á, là cái 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 model của mình á nó, nó không có giống như là cái mẫu không? Đó, tại vì sao? Nó đang xoay theo cái phương ngang này nè ha. Lúc này á mình đang nhấn số 1 có nghĩa là mình đang tương tác với cái trục nè, mình nhấn chữ E ha. Mọi người xoay như thế này. Đó mình xoay 90 độ nha. Nó xoay như thế này nè, thấy không? Thì lúc này nó lại ra giống như cái mẫu rồi thôi xong <laughs> bây giờ mình lại thấy cái hình gỗ này nó tròn quá nè nếu mọi người thấy không là uh, khi á mà mình chỉ đi chamfer uh, chăm phơ thôi á thì cái này nè nó chỉ có xuất hiện hai segment thôi ha đó nó sẽ tiết kiệm uh, cái bully cho mình đó còn thí dụ như cái này nè bây giờ mình quay xuống đường like ha hiển thị kết quả cuối cùng bằng cách bấm vào cái ống nghiệm nè nhấn số 1 nè mình thấy thí dụ như mà mình đi fillet á đó như vậy đi uh, mình đi fillet hai điểm này nè mọi người thấy không nó xuất hiện rất là nhiều cái đường segment ở đây ha rồi, như vậy thì tùy cái phương án của mọi người, tùy cái lựa chọn của mọi người mà mình cứ đi mình cứ đi fillet hoặc là chamfer ha. À, tại sao mình phải làm cái điều đó? Mọi người xem nè, thật ra là chamfer thì ở đây nó cũng ok rồi đấy. Ờ à, đó, à, thí dụ như mình chưa có fillet hay là chưa có đi chamfer ha. Mọi người có thấy nè, cái này nó cực kỳ bén luôn, nó cực kỳ sắc nét luôn. Thực tế thì mình không có cái nào mà nó bén được tới như vậy ha. Chỉ cần mọi người đi chamfer, cái này vẫn đang đi chamfer nha. Đi chamfer nhẹ một cái thôi đó thì mình sẽ thấy nó có một cái đường sáng sáng lên đây nè nhìn cái model nó mềm ra hẳn luôn ha đó à, mọi người cũng cứ nhớ á đây nó là chi tiết nhỏ thôi ha à, cho nên mình nhìn đó mình nhìn rất là xa mình chỉ cần chamfer thôi là được rồi chứ không có tới nổi mà cần phải đi fillet đâu nhé. rất là xa luôn nó không có to quá đâu Rồi cái này mình không có cần phải cáp cái đầu này lại ha à, cái này thí dụ như xong xuôi hết rồi mình có thể convert bệt nó sang editable boolean nè xong rồi sau nữa đó mình có thể chọn cái đường border ở đây ha tương tự như là cái lệnh lay like. à, đó mình chọn cái đường border ở đây để chi để cho cái trục này nó nằm ở đây nè mình đi gắn cho nó cái lệnh symmetry đó thì lúc này cái vị trí trục của nó nó nằm sẽ đây ở đây ha hiện tại em đang xài mắt 22 cho nên cái giao diện này nó sẽ hơi khác một chút xíu nhá đó đối với lại cái này mình thử qua chụp ít mình thử qua uh, uh, đây symmetry theo chụp ít nè ha tắt mấy cái trục này đi đó còn mọi người chỉ có ba cái chấm, thí dụ như bạn nào mà sai mắt dưới 22 á, mình chỉ có ba ba cái chấm là X, Y hoặc là Z ha, à, đó thì lúc này mình sẽ chọn cái chụp X như vậy thôi đấy, xong rồi mình có thể là hình vật nó sang Editable Poly nè, ok chưa? là mình xong được cái cấu kiện này ha, đó tạm thời để nó qua đây, rồi bây giờ tiếp theo mình cần cái gì nữa? À, tiếp theo thì mình cần cái chân ha, à, cái chân này để coi bên mặt lép có cái view nào mà nó Nó thấy rõ cái chân luôn rồi ok ha bên mặt lép thì em thấy có cái này sẽ dễ hơn cái chân này á à, nó hơi hơi ấy một chút xíu là cái chỗ này nè mọi người để ý nha cái chỗ này nè nó hơi cong ở đây nè à, rồi ha cái cong cái cong ở khúc dưới này nè mình sẽ giải quyết nó sao ha bây giờ trước mắt thì mình sẽ đi à, đi dựng cái này ô trời nãy giờ nãy có cái view này nè mình đâu cần xây tới cái tấm hình đâu ha mà có cái view này thẳng luôn nãy em quên chắc á rồi thôi kệ nó đi ô cái gỗ nó cứ đen đen xong rồi cái nó trắng lên không thấy đường luôn á chứ theo tổ tiên mách bảo nhé khuya của tổ tiên đi ngủ hết rồi ui không thấy đường thiệt luôn á chứ giời nó hơi đi ra nè cái nó hơi đi vô nè mọi người cứ theo tổ tiên của mọi người đi Ờ à, em sẽ theo tổ tiên của em cái này uh, sao mà nó cứ công công ngộ ngộ nhỉ, smooth hết đi, không đúng thì mua điểm lại, nó xui á, nó bị dính ngay thẳng cái đường bên kia luôn, nó đang thui một cái góc ở đây, những cái này mình có thể đi chamfer ha. Thật ra em nghĩ trong những cái trường hợp này chamfer nó tối ưu hơn đó mọi người. Ví dụ như hai cái này nè mình chamfer thôi chứ không có nhất định phải đi fillet ha. Nhìn xa xa thấy nó không bén là được rồi. Có cái này nó mềm quá thì em sẽ đi fillet nha. Rồi lúc này mình cũng sẽ đi gán cho nó cái lệnh lay nè. Thí à, dụ như mình thấy là cái điểm này nó ở giữa đi chẳng hạn thì mình có thể chọn trước nó cho cái trục ngải nằm đây ha. Đi gán lệnh lay nè. Nó sẽ được như thế này đâu đó thì em thấy là cái đầu này nó hơi 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 to à, đọc mình sẽ quay lại xuống cái đường line này ha nên thì kết quả cuối cùng nè bóp bóp nó vô tí xíu ok nhé xong rồi cái mình hình vệt nó sang edit đít theo luôn đó, tương tự như hồi nãy ha à, mọi người cũng nên đi tối ưu hóa cho nó nhé bằng cách chọn cái nè đốt riêng nè ở trên đây thì em nghĩ cái lưới của nó nó khá là thưa rồi cần cho back bay nè remove cho giảm lưới lại nhé ở đây á mình tiếp tục mình lại có một cái chi tiết á mọi người thấy không nó sẽ ở cái chân ở đây nè ha từ đây xuống đây á cái bắt đầu nó hơi cong đi ra à, thế thì nha mình sẽ phải à, bắt buộc phải có cái đường sắt bên ngang ở đây rồi cái này mình không né được để cho nó cong được thì bắt buộc mình phải có cái đường sắt bên ngang ha à, mình đi connect đó em cho nó tầm khoảng cỡ này đi đó rồi cái này nó nó cong cỡ nào ha giờ em sẽ để qua bên cái mặt phân nè à, mặt phân cũng không có cái mặt nào để nhìn cho nó cong luôn đâu đó em phát hiện ra cái này hình như là em dựng nó bị to hay sao ấy đây trong cái trường hợp này mình có thể chọn một số cái vùng ảnh hưởng này nè ha fsd 3 x 3 nè nhấn số 1 nè để chọn những cái điểm này ha đó cái mình sẽ đi scale scale cho cái này nó ấm ấm bớt đó FFD để chi để cho nó có được cái đồ chuyển ha. Hình vệ nó sang ngay đi theo bully nè. Đó quay trở về cái chân này nó cong. Đó, cái chân mà nó cong kiểu này á thì em nghĩ là mình cũng sẽ đi FFD ha. À, chắc là FFD 4 x 4 đi cho nó hơi nhiều điểm tí xíu. Nhân số 1 nè. Cái này nó sẽ mu ra nè ha. Nên em nghĩ là nó cong tầm khoảng này à. Còn không có nhiều quá đâu. Hình vợt nó sang edit table bully nè Mọi người có thấy á Nó lót ở dưới nè Nó có một cái miếng hình như là uh, Kim loại hay là cao su gì đó ha Như đại loại là nó có một cái miếng lót Ở dưới cái phần chân này Thì mình có thể lấy từ đây luôn ha uh, Đó mọi người chọn cái điểm này Thấy không Chọn cái điểm ở trong tâm này nè Mình đi chamfer nó ra ha uh, Khi mà mình đi chamfer đó Nó sẽ ra cái Nó sẽ ra cái này uh, Mọi người thấy đây số 1 không Mình hạ nó xuống là số 0 ha Đó Thì nó sẽ không có một cái nuôi điểm kia bây giờ mình chọn cái mặt này nè mình có thể là mình đi extrude nó ra nè, Đó, xong rồi cái mình đi inset để thu cái uh, những số 4 này chọn mặt nè ha, mình đi inset để thu cái mặt này vô nè, rồi cái này mình có thể cho nó tròn tròn bằng cách là mình đi chamfer ha, cái đường này nhá thì mình có thể slip nó ra, tại vì cũng không ai thấy hết ha, vì sau khi mà đi gán vật liệu quá, mình chọn riêng cái này nè, mình gán cho nó một cái uh, uh, vật liệu khác ha, uh, cái này em thấy nó hơi mập á. Uh. Đó, như vậy là mình đã xong được cái uh, uh, chân này rồi. Uh, tiếp theo, mình cần cái gì nữa? Mình cần cái vòng uh, tròn này. Cái vòng tròn này thì mình có thể lấy ở đâu ha? Thí dụ như mà chiếu từ trên chiếu xuống thì chắc chắn mọi người sẽ thấy được một điều. Uh, đó, Nó uh, chính là nó 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 phải có một cái bán kính nó bằng với lại cái này ha. Vì vậy uh, thì mình có thể là sử dụng luôn cả cái này nè mọi người. Mình có thể lót một cái đường này nè ha. Reasap from selection nè, mình cứ chọn là linear thôi. Đó, mình lấy được một cái đường line này nè cái đường line này thí dụ như nó nhỏ hơn ha thì mình vẫn có thể á, là mình đi uh, chuyển trục nó vô bấm qua tab thứ ba nè effect boolean nè center cho object nè ha đó cái mình scale nó nhỏ nhỏ là một chút xíu lúc này ha mình có thể là convert nó sang edit thêm bộ bully luôn đó mình đi nhấn số 3 nè chọn cái đường border giữ ship kéo xuống nhá nhấn số 4 chọn cái bully này delete nó đi đó cái này á, mình có thể là flip nó nó qua nè ha đó như vậy á là mình được một cái model mà nó có cái độ cong là uh, nó đúng với cái mẫu rồi ha Tuy nhiên là mình còn một cái chi tiết nữa Đó chính là ở đây nè mọi người thấy không Cái viền của nó nó sẽ hơi nhô lên một chút đó uh, uh, và cái này uh, đâu đó thì nó sẽ cắt ra uh, khỏi cái chân này nữa ha nó sẽ hơi uh, đứt đứt nét một chút xíu thế thì uh, cái này tốt nhất là mình nên đi ráp cái chân lại xong rồi mình mới đi giải quyết nó nha chưa chưa Mình đừng có cố gắng đi giải quyết từ bây giờ đó, mọi người mà cắt từng lát sẵn như thế này Mình cắt 6 lát rồi để chút hồi ráp vô Nhiều khi nó không khớp thì rất là mắc công luôn à, Rồi ha, bây giờ có cái gì ráp được thì em sẽ đi ráp cho nó nhé Sau đó thì mình nhìn cái chân này nó đang bị mập đó nha à, Thế thì mình có thể là mình nhấn uh, qua đây ha uh, Affect Pivot Only, Center, chưa Object nè Nó đen chi Để cái trục nó vào đây á uh, Mình scale theo như thế này nè đó thì nó sẽ ốm lại, em sẽ cho nó ốm lại bớt. Rồi cái chân này ha, mình cứ lên mặt top á, mình cố gắng mình đặt cho nó đúng vị trí. Cái này center chưa up chắc á ha, thì nó bị một cái á là nó sẽ nằm lệch qua bên đây nè mọi người, mọi người có biết tại sao không? Đơn giản thôi là tại vì cái cái chân này nó cong á, cho nên là cái trục quá nó đang không hiểu ha nó đang nằm ở trong đây trong trường hợp này thì làm sao để mình chuyển trục được thì dễ nhất á là mọi người có thể là cái 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 mặt này nè mọi người thấy cái đường border không mình sẽ đi cáp nó lại đây ha đó thì nó sẽ có cái điểm này nè mình cứ đặt vị trí cái trục quá nó ngay cái điểm đó là được nhé thôi như vậy thôi rồi giờ mới tới công chuyện này chứ giờ cái mặt ngồi này u xuống đây cao độ của cái mặt ngồi như mình đo từ đầu ha là nó từ dưới mặt đất lên đây bốn trăm rưỡi đó cuối cùng là mình đi vẽ cái chân này nè nó bị ngắn ha trong trường hợp này thì mình sẽ đi uh, an giang thôi là mình hãy đi kéo cái chân này nó dài ra Kinh vật nó sang ngay đi thêm bộ nè đâu đó em nghĩ thì cái chân á cái chân mà nó có xòe ra dữ lắm ha nó cũng không có vượt qua cái ghế này đâu em nghĩ như vậy uh, tại tại sao tại vì uh, vượt qua người ta đi người ta dễ bị giáp chân á tóm lại tém tém nó vô cái chân này á làm sao để mà mình biết á nó đặt đúng được ở uh, ngay cái tâm này uh, đâu đó thì bây giờ mình chọn cái mặt này nè mình đi insert ha xong rồi cái cũng là cái mặt này luôn nè mình đi collab mình lên mặt top mình coi thử ha uh, ở đây nè mọi người thấy cái đường này nó ngang qua luôn không đó tình cờ ở đây mình cũng có một cái đường thẳng ở đây nè đó uh, đó mình đi lấy cái đường này để mình đi làm móc ha chân á mình hãy bắt vô cái điểm ở đây uh, ok chưa bây giờ cả cái này cả cái này ha thì thật ra là ở cái cái bước mà mình đi rải ra thì mình nên là đi uh, uh, mình nên đi unwrap cho nó trước ha ở đây ở ngay cái bước model thì tạm thời em sẽ đi lót một cái đường này nè thấy không cái mình đi slip nó ra nè ha cái này cũng vậy mình đi lót một cái đường dọc nè mình đi slip nó ra trước đó cái này cần cắt cái đường ngang này ra nữa đó mình slip nó chi để chút hồi nhá Uh, khi mà mình đi unwrap rap á, mọi người chỉ việc là đi attack nó lại, sau đó là cái mình đi unwrap là được rồi ha. Rồi hiện tại hai cái này nè, uh, mọi người cũng có thể là mình đi attack chung lại với nhau ha, xong rồi cái mình sẽ đi chuyển trục cho nó nè, attack by ly nè, đó, mình chuyển trục á là mình thấy bắt cái trục này nè, nó vô ngay tâm của cái này, thấy chưa? Như thế này thôi là được rồi, rồi ha. Bây giờ cái này nó cần copy ra sáu uh, đối tượng nha kể cả thanh ngang hay là cái thanh dọc hay là cái chân dọc này nè nó đều là sáu sáu thanh hết đấy, uh, đây thì mình có thể là vô tool nè ha vô array nè đó mọi người đừng có sợ ở đây nó nó để nó lệch nha kệ nó đừng quan tâm chuyện đó, đó. bây giờ mình xoay đó, là xoay theo chụp z nè ha nhớ là em đang để phối cảnh đó nha đó thì mình rotate uh, tay tay tính theo tổng thể đó cụ thể là ở đây mình sẽ sử dụng cái chụp z nè 360 độ nè ha mình review thử đó mọi người thấy không? nó sẽ được như thế này ha. À, thì cái thanh dọc đó, nó có vẻ là nó ok rồi, nhưng mà cái thanh ngang của mình đó, nó chưa có ok. À, đó, ở đây mọi người nên để cho nó là instant nhá, xong rồi cái mình ok nè, mình copy mà cái dạng instant đấy chi đó, lúc này mình cầm cái thanh ngang nè ha, à, đó mình mua thì con mình nó đi rồi. đó, nhưng mà cái điều đặc biệt nó nằm ở đây. thí dụ như mình nhấn số 5 đó là mình chọn element ha, đó mình chọn cái này mình mua á thì những cái kia nó sẽ được đi theo ha, rồi. À, đâu đó cái này thì mình đang để nó to quá ở đây mình có thể là scale uh, cho nó ấm ấm lại mua cho nó cắm vô ở giữa hai cái thanh này ha cái hình kia á bản chất của nó nó vẫn là cái hình phối cảnh cho nên là mình tin nó mình tin một phần thôi ha à, đó, mình cứ ráp lại vô cho cái model của mình nó đúng là được như vậy thôi là tạm thời mình được tới cái bước này rồi ha giờ tới đây cái tự nhiên các em thấy là cái chân này của em nó bị nhỏ nó hơi bị uh, ốm ấm ấm á. Cái này thí dụ như chọn một số điểm này nè. Mình scale cho nó phình ra ha. Cho nó mập ra một tí nhé Vậy thì em thấy nó vừa hơn. Cái chuyện mập ấm này á, xui á, là chuyện xui rủi. <laughs> chuyện xui rủi em cũng không muốn ha. Xui á là tại vì cái chân này nè, nó bị cong ra. Cho nên cái việc mà mình thay đổi mập ấm cho nó, nó cũng sẽ hơi khó hơn so với lại bình thường ha. Đó, chứ còn như cái thanh này mập ấm thì dễ vô cùng luôn nó cứ scale thôi như em nói nè bây giờ mình sẽ tới cái phần này ha thì mọi người thấy á khi mà cái chân này nè nó được rải ra hết rồi đó, và cái này nó vẫn còn to quá thì uh, cái chục của nó để cái chục của nó nó cũng phải ngay tâm nha đó mình scale nó lại nè dạng như thế này đó mọi người thấy nè ha ở cái giai đoạn này thì 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 cái giới hạn của cái miếng này á nó từ đâu tới đâu mình thấy rất là rõ luôn đó Thí dụ như mà nó lẻ quá đó, mình không tự tin đó, mọi người có thể là đi switch lot nè. Đó, tại vì cái này nó cần cắm vô đây luôn ha. Nên nó cần cắm vô đây luôn. Đó, cái phần mà mình lấy á, mình chỉ lấy từ đây qua tới đây thôi. Đó mình giải quyết ở trên một mảnh thôi nha. Những cái phần còn lại mình hãy delete nó đi. Bây giờ mình coi cái độ dày của nó. Đó, đâu đó nó cỡ cỡ này ha. Mình nhìn mình nhắm vô đây nè, mọi người thấy không? Ngay cái ngấn này nè. Đó thì cái miếng này nó đây ha. À, xong rồi nó, nó kết thúc á, là dẫn trên cái ngấn này nó nó vòng vòng ở đâu đó đây à, ok ha làm sao để mà cho nó ra được cái cái hình chữ nhật mà nó lõm vô bên trong á thì mình sẽ nhấn số 4 nè chọn hết tất cả các mặt nè mình đi inset ha tiếp tục lại chuyện xui rủi đây mình đi inset như thế này ha đó thì có cái đường xác minh này nó cận ngoài biên quá đó cho nên là nó đang gây lỗi ở đây nè mình cần cho bay mình remove nó luôn nó cận quá remove nó luôn ha À, rồi cái này nó vô đây một chút xíu mặc dù là mình để cắm nó vô à, ok ha cái này á tốt nhất mọi người bật lên cái chế độ là cố định cạnh nè mình sẽ mua cái này nó vô đây ha để cho cái này nó khoảng cách nó ra một tí xài xong cố định cạnh á nhớ bấm lại đây nha chứ đừng có để để nó bị hư luôn á rồi bây giờ cái này nó cần có cái độ dày đúng không thì mình có thể là mình đi sale lên cho nó nè đó, ví dụ như thế này ha Xong rồi cái mình convert nó sang edit table bully luôn Tiếp theo mình sẽ đi chọn mặt Đó mình chọn những cái mặt này Xong rồi cái mình sẽ đi chút uh, ha Đó chút á Mình sẽ đi chút số âm nè Ok chưa Mọi người có thấy á những cái mặt này nó bị khí khí không à, Là tại vì ha Nó đang bị uh, Nó đang bị clear on á đó. đó mình có thể nhấn số 4 nè Chọn hết tất cả các mặt nè Đó nhớ là nhấn số 4 nha Thì mình mới thấy được cái bảng nhiều số ở đây Mình kiểm vô cái Bích vô cái auto smooth nè đó thì nó sẽ không có còn bị khí khí như hồi nãy nữa rồi cái này xong rồi ha à, đó cái này để cho cái cạnh mà nó đẹp hơn á mình nên đi gắn cho nó cái lệnh chăm nhé lệnh chăm thì ở đây mình có thể sử dụng cái chăm uniform chẳng hạn bạn nào mà xài bên bản mắt thấp hơn á thì mình không có cái uniform đâu ha thì mình sẽ sử dụng qua cái dạng quát nè đó đã sử dụng quá á thì cái này nó chỉ vạt thẳng thôi để mà cho nó cong á thì mình nhớ là để tension của nó là 0.5 ha cái mặt này á nó đang bị uh, uh, nó đang bị phập phòng á ha là tại vì nó đang đưa về hết cùng một group á thì ở đây nè mọi người thấy cái này không mình chọn là smooth chamfer only đó thì những cái mặt mà mình không có đi chamfer á nó sẽ uh, nó nó sẽ làm phẳng cái mặt ra ha chứ nó không có ấy như cái kia nữa đây cái này xong xuôi rồi thì mình cũng có thể là hình nó sang edit theo bubuli luôn chứ cũng không có nhất thiết phải giữ lại cái lệnh chamfer ha nhưng mà mọi người thấy giá giữa chamfer với không chamfer nó khác nhau nhiều lắm nha mình không chamfer á nó nó bén như thế này luôn nè không nó sắc lẹm như thế này nó cũng không đúng đâu ha nó mình chăm phơ á cái nó có một cái vệt sáng sáng ở đây rồi đương nhiên là một cái đối tượng copy đó, thì mình cũng nên đi unwrap rap uh, uh, trước cho nó khi mà mình đi copy ra ha rồi rồi thôi lỡ trường hợp này rồi em đi copy luôn uh, một chút rồi mình sẽ đi unwrap cái kiểu mà nó từng mảng từng mảng á biết nó cũng nhanh thôi ha rồi cái này mình cũng lại một lần nữa nhớ là cái chữ hồi nãy á mình đi lấy từ trong cái miếng kia Mục đích của mình á Là được một cái đối tượng á Nó có đúng được cái độ cong nè Đồng thời á Là cái trục của nó Nó nằm ở ngay vị trí này luôn ha Như vậy á Thì khi mà mình đi uh, Tool nè Array nè Đó Array theo cái số liệu cũ ha Nó sẽ được uh, Y chang như vậy luôn à, trước mắt Thì mình đã được tới đây rồi Rồi Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lên Với lại cái phần lưng ha Thì ở đây á đó, giờ mình nhìn lại này nè, mọi người có thấy á, cái bề mặt của nó nó hơi bị uh, sai sai không? Đây là cái 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 bully này nè ha. Đó, nó cứ bị uh, hơi lẫm lẫm á là tại vì hồi nãy khi mà mình đi uh, remove một số đường xếp mình nằm ngang á ha. Uh, vô tình mình đã làm cho cái này nó bị smooth cái mặt á. thì ở đây nè, mọi người cứ đi switch lot nha Mình chặn ở đây ở trên một đường nè, ở dưới một đường nè Đó, là nhìn nó khác liền Đó, cái bề mặt này mình thấy nó căng ra nè ha Còn hồi nãy giống như nó bị lõm vô quá Đem cần chưa Z là mọi người quan sát nhé đó, thấy không? đó có cái sự khác biệt đó nha, cái sự khác biệt này á, không phải là mình chỉ thấy trên model đâu, mà khi mà mình đi render ra, cái phản xạ của nó nó cũng làm có cái cảm giác là cái bề mặt nó nó bị lõm ha, vì vậy mình chặn thêm cạnh đó, tự động là nó sẽ hết cái đó. Ờ, rối, thế thì ở đây ha, mà mọi người quan sát nè, à? ờ, mình quan sát có những cái chi tiết nó 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 hơi lằng nhằn một tí xíu. À, tuy nhiên là khi mình làm đúng á thì nhìn vô cái mẫu người ta cảm thấy rất là dễ chịu ha. À, cái cái miếng ở cái cái miếng màu đen ở bên trên, À miếng nào cũng màu đen hết. đó đại khái thì cái miếng mà ở bên phía trên này nè, đó mọi người thấy nè ha, nó sẽ nằm trước hai cái thanh này, à, ok chưa? Đó cho nên là cái miếng màu đen ở trên đó ha, thì nó sẽ che khuất một phần hai cái thanh đó. À, đó còn cái miếng màu đen, còn cái dòng màu đen ở bên dưới á, thì bắt đầu là nó lượn đi vô ha. À, đó thì 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 cái cái thanh chéo này nè nó lại là uh, nó ở đằng trước của cái uh, miếng nằm ngang nè ha đó thì mình để ý cái chuyện này trước nhá uh, cái cách làm thì dễ lắm không có gì đâu uh, không có gì phức tạp hết chúng mình sẽ hướng dẫn sau uh, rồi ha thế thì bây giờ đó, đối với lại cái phần ngồi á là mình đã có được cái uh, có được cái con tiện ở đây rồi À, đó bây giờ còn thiếu cái chi tiết nào thì mình sẽ thêm cái uh, chi tiết đó vào nhé mình mình vẽ trước cái cấu kiện đi chút mà mình đi xếp nó lại sau à, ở đây mình còn thiếu cái chi tiết cái uh, miếng này đó uh, cái 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 vòng đai ở bên dưới này nè mọi người ờ, nó phải cong nha mà khi mà nó cong á bắt buộc nó sẽ phải có sách mình dọc thế thì mình nên dựng làm sao ha bây giờ mọi người xem nè đó mình cũng đi vẽ cái đường lai like thôi đó mình có thể vẽ nó như thế này rồi cái này vừa vẽ vừa trừ hao nha mọi người trừ hao có nghĩa là sao à, đó à, mình mình nhìn thì mình cứ ý thức được là cái miếng này nó đang cong à, là cái chuyện thứ nhất cái chuyện thứ hai nha nó đang nằm xa camera cái này mà để mà có được cái view mà dễ đúng hơn nữa đó thì mình phải có một cái tấm mà chụp ở cái mặt back ha nhưng mà vì một cái lý do gì nào đó đó à, họ lo em đi họ chọc mũi cho nên là em quên mất luôn chụp cái mặt sau rồi à, đó. chụp cái mặt sau thì là nó sẽ đỡ nhất ha còn không thì thôi, mình sẽ lấy cái mặt lép cũng được. Đây ha, ok. Chắc là em sẽ đi lấy mặt lép đi. À, cái này á, một cái một một cái nhịp như thế này thì nó đối xứng qua đây ha. Cho nên là mình chỉ cần đi lấy cái khúc bên đây thôi. Đó. Còn cái chuyện á, mình đi trừ hao nó sai số nghĩa là sao? À, cái này nó đang cong. Mà cái, trong phối cảnh nó đang cong ha. Thì trên thực tế á, nó phải dài dài ra tí xíu nữa. Đó cho nên là ở đây ăn gian tí xíu. Thì mình có thể là scale cái ghế này nó mập ra chút xíu nữa ha. Xong rồi mình vẽ cái đường line này. đó ví dụ như vậy ha à, là cái này mình chỉ uh, mới được một nửa thôi nhá mới được một nửa của cái nhịp của nó thôi à, đây mọi người cái sự khác biệt nó nằm ở đây ha làm sao để cho mình có được những cái đường sách mình dọc chứ còn mà mình vẽ cái này lên cái mình qua đây mình đóng lại á à, cuối cùng là nó học có mấy cái đường sách mình dọc á lộc một chút nữa mình đi pen là nó bị lỗi liền nha để mà pen được để mà cái bề mặt có công được mình phải đi xử lý lưới cho nó đó cái này dễ lắm à, mọi người hãy đi it uh, chút nó đó thí dụ như it thì nó sẽ đó cái kiểu mà nó cứ đi nằm ngang như thế này ha mình ít chút không uh, khoảng cách là 0 mm nhá. edit chút với lại cái khoảng cách là 0 mm nè. Đó, là giống như mình không thấy gì hết trơn á. Hình vật nó sang edit table bully. Lúc này mình đi nhấn số 2 để trong cạnh nè ha. Kích đúp để mình load cái này nè. Mình mua cái này lên, lập tức là mình sẽ có được uh, có phải là mình có được cái đường sách mình dọc của nó không? rồi cái chỉ có miếng trên chỉ có miếng dưới á, nó nhập nhằng nhập nhằng nhập nhằng ha miếng trên nó nằm ngang thì sao ở đây mình có thể là mình đi mắc len mắc len theo chụp z chẳng hạn đó giờ theo cái lý thuyết mà em nói á mắc len theo chụp z á mà những cái điểm này nè nó không có vuông góc trên một cái mặt nó không có đồng phẳng trên một cái mặt phẳng vuông góc với chụp z thì có nghĩa là mình cần đi reset ít firm cho nó ha đó mình có thể chọn vô cái cây kìm này nè reset if nè, reset select nè. Cái này nó sẽ reset lại cái trục cho mình ha. Hình bệt nó sang edit table boolean. Đó, bạn nào học em rồi, cài phím tắt giống em rồi, nhấn cần cho F một phát là xong ha. Thậm chí mình kiểm vô đây mình nhấn Z đó sau này nó không hỏi lại các bạn nữa đâu. Đây, lót cái đường này nè, mắc len nè ha, theo chụp Z nè, thấy không? Là nó sẽ phẳng theo cái phương nằm ngang liền luôn. Nó sẽ phẳng trên một cái uh, mặt phẳng vuông góc với lại cái chụp Z ha. Khi mà mình bấm vô cái chụp Z ở đây. À, rồi, bây giờ cái này á, thí dụ như mà mọi người mình thử mà đi năm á, à, đi năm có nghĩa là đi làm mượt cho nó ha. Thì mình thấy là ờ à, đã thí dụ như đang ít lưới mình đi năm ba đi. Mình thấy là cái này nó chưa có sắc nét nè. Đó, thí dụ như hai cái đốt này nó cần sắc nét đi chẳng hạn thì mình có thể là mình đi chamfer cho nó nhé. Chamfer một cạnh thành hai cạnh hai cạnh thôi, ba cạnh nó hơi quá. Thì hai cái đường xác minh nó sát nhau vậy nó sẽ làm cho cái uh, uh, nó làm cho cái vị trí này nó 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 nó, nó nó rõ ràng hơn ha cái góc này nó sẽ được nhọn hơn rồi ok nhé cái này nó đang bị đảo mặt thì mình có thể là đi flip nó màu đó lại rồi à, cái này có phải là nó cần cái độ dày không đó thì lúc này mình có thể là mình sell nó lên ha rồi tạm thời em cho nó là 12 đi hình bệnh nó sang edit table bully nè đó cái này mình đem đi nâm lại ta thí dụ như mình đi nâm ba đi chẳng hạn đó thì mình thấy nè cái cạnh này nó không có được uh, uh, sắc nét ha là tại vì mình chưa có đi sweep lot chặn cạnh đó, sweep lot nè, chặn cho nó cái cạnh ở đây, chặn cho nó cái cạnh ở đây. Ok chưa? Rồi, cái 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 bolee này nó đang bị co nè ha, thì mình có thể là chọn cái mặt này, mình không muốn nó co, mình delete cái mặt đó luôn. Rồi, vì tương tự, cái này mình cũng chọn những cái bolee này, mình delete nó luôn. Nên như vậy thì nó sẽ không co ha. Rồi, trong trường hợp mà mình muốn cái này nó sắc nét hơn nữa thì mình có thể là chặn cho nó một cái đường ngang ở đây, chặn cho nó một cái đường ngang ở đây. Đó, tương tự cái mặt sau mình cũng có thể giải quyết như vậy luôn ha Là mình được một cái miếng như thế này à, Đó, bây giờ mình sẽ đi tắt nâm nha à, Tại vì bước này thì mình sẽ đi symmetry Nếu như mà mình vẫn còn để nâm á Thì nó sẽ xảy ra một cái hậu quả là nó sẽ bị tăng lưới đó nha Đó, rồi mình có thể sử dụng cái mẹo là chọn cái đường border ở đây nè Xong rồi cái mình đi symmetry ha Symmetry này, à, đây Theo chụp Z không phải, theo chụp Y á Symmetry theo chụp Y ha À, đó nhưng mà nó đang lấy cái bên mà không có gì hết nó đi sim chi qua đây cho nên mình nhấn flip nè. Ok chưa? Khi mà tới đây rồi nè, mình có thể cầm nó mình đi copy nó ra. Đó, copy xong rồi mình nói, còn không mình sim chi cũng được ha. Nhưng mà tại vì em biết á là nó có ba nhịp. Cho nên là mình đi copy thì nó ra được cái kiểu nó cứ cái số hơi lẻ lẻ nè. hãy nó lại nè ha. Đó, nhớ là phải queo điểm đó nha. Nhấn số 3 nè, cần chô A nè là chọn hết tất cả các đường border. Mình giữ cần chô và mình pick vào điểm nhé. Giữ cần chô, pick vào điểm. Đó, mình chuột phải nè ha. Cái mình đi bật cái bảng queo điểm lên, mình sẽ thấy nè. À, lúc đầu nó là 828 điểm ha. Về sau nó còn 804 điểm thôi. Ok nè. Đó mình kiểm tra lại bằng cách nhấn số 3 nhấn cần chô A nha. Đó là lúc này mình chỉ còn hai cái đường border thôi, đây chính là cái đường này với lại cái đường này ha. Đó còn ở giữa nó đã được queo điểm hết rồi. Đó, ví dụ như cái này mà mình đi nâng lên thì nó sẽ ra một cái kết quả trông giống như là à, đó như vậy thì mình cũng xong được một cái vành đai ở phía bên à, đó, ở bên phía dưới này nó đang hơi dài hơn cái mẫu ha mình hãy kệ nó đi nó chút hồi nó pen đó à, thì thì mình sẽ thấy là nó ngắn lại ha rồi bây giờ mình coi mình còn cái chi tiết gì nữa nè phải là cái chi tiết của cái miếng này không Đó. cái miếng này ha mình vẫn có thể là à, mình vẫn nên là đi lấy cái uh, cái này thí dụ như mình đi lót một cái uh, đường line này nè ha create sub from selection tiếp mình đi lấy cái đường line này nè nó, ở đây em sẽ chuyển trục nó vô giữa nha center chưa object nè cái này thí dụ như mà nó cần to ra ha thì rõ ràng là mình có thể scale nó nè nó đâu đó nó vị trí ở trên này uh, khi mà nhìn vô trong một cái tấm hình phối cảnh như thế này nè mình có thể tin vô cái gì mình hãy tin vào cái mà nó uh, nó 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 gần với lại cái camera nhất ha có cái bàn tay trên đương nhiên là nó chỉ có một nửa thôi nha đó cho nên là mình có thể là mình đi mình đi quét điểm như thế này mình delete nó đi ha để chọn cái cạnh này mình đi nó luôn cái này có phải là tương tự như hồi nãy á mình hãy đi chút e nó với là cao độ là không ha à, tại vì á mình để đi chút e mà mình để cái con số này lên đó nó theo cái phương ngang nè đó cho nên mình cứ để cho nó là không thôi cái mình hình vệt nó sang edit table bully này nhấn số 2 nè kích đếp plot cái đường này nè mua nó xuống là mình ra được cái này rồi ha đó nó đúng vị trí tuy nhiên là cái miếng này chắc chắn là nó sẽ xiên nó sẽ nằm xiên trong cái không gian ha nhưng mà nó xiên như thế nào mình chưa biết nó lại phụ thuộc vô cái con tiện ở bên đây nó à, nó phụ thuộc vô cái thanh chéo ở bên này nè ha vì vậy là thôi mình cứ để yên uh, cho nó như thế đi chút hồi mình đi rải cái thanh chéo ra rồi mình sẽ biết được là nó nên scale vô uh, như thế nào ha rồi tóm lại mình còn một cái uh, chi tiết nhỏ nữa đó chính là cái uh, miếng này thì cái miếng này mình dựng sao nè ha mọi người có thể là dựng từ một cái uh, circle đi circle thì đương nhiên nó là hình tròn rồi ha để mà cho nó ra được hình ellipse thì mình sẽ phải scale nó lên như thế này rồi cái này mình cứ nhắm nhắm thôi nhé à, cái cái circle này á mọi người để mà cho nó tròn á ha à, trước tiên trước tiên một điều nó là cái gì một khi mình đã scale rồi thì có nghĩa là nó sẽ sai về chục ha Thí à, dụ như mình đi rendering nè xong rồi cái 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 size này mình để cho nó là bốn đi chẳng hạn cho nó ra cái kiểu mà hình vuông vuông á Uh, đã, xong rồi cái thiết niệm mình tăng nó lên nè à, ha thì mọi người có thấy á cái khoảng này nè nó bị rộng hơn nhiều so với lại cái khoảng này không là tại vì hồi nãy mình scale quá đó cứ khi mà mình scale ví dụ như quá đáng như thế này thì cái này nó sẽ bị to ra rất là nhiều ha vì vậy mình đi reset xform thấy không thì nó sẽ đúng trở lại ha rồi cái diện này nó sẽ phẳng uh, hình vệt nó sang SP line nhá đó cái diện này nó 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 uh, đây nè ha cái này của mình nó đang xoay 45 độ thì ở trong cái rendering á nó có cái angle nè mình để cho nó là 45 ha thêm một chuyện nữa mình có thấy là cái model của mình á nó không có được tròn không đó thì để cho cái đường line này nè nó được tròn hơn ha thì mình có cái top là interpolation thấy cái step này không nó đang là 6 mình tăng nó lên 18 chẳng hạn đó thì nó sẽ giúp cho mình làm tròn cái này hơn ha như vậy là mình được cái khung màu đen này rồi ờ, ok chưa Bây giờ mình cần cái viền vòng tròn thì sao? Cái này thí dụ như xong rồi ha, mình có thể là hình bệt nó sang edit thêm bộ bully. Thì hồi nãy là do mình làm biến á, mình để cái dạng radio mà cái size của nó bằng 4 ha. À, đó cho nên là bây giờ cái, cái 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 bề này với lại cái cái bề sau á, mình cần nó dày hơn chẳng hạn thì mình có thể chọn điểm nè, mình mua nó ra đằng sau nè ha. Nó thì nó sẽ dày hơn. Đó, còn không chút hồi mình có thể là uh, đi đi scale để co uh, coi giảng lại ha. Rồi, cái này nè, mọi người có thấy là nó có một cái viền màu 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 này không đó có một cái viền mây che ở đây nè ha thì mình có thể làm gì với nó nè mình lót cái đường này lót cái đường này create sap from selection như vậy là mình được rồi cái này nó khá là mềm cho nên một chút hồi á mình có thể là uh, mình đi nâm nó uh, cũng được ha đây nhấn số 5 nè đó thí dụ như mình muốn cho nó dẹp lại thì sao ở đây á, uh, cái trục quá nha mình sẽ đổi lại hình cái trục đầu tiên cái trục tự thân nè à để scale xong rồi mình mới đổi ha Rồi mình scale quá Thì mỗi cái nó sẽ tự động ốm lại như thế này Tiếp theo là cái gì nè Mọi người có thấy là bên trong này nó có một cái viền gỗ không Đó Sau cái lớp mây che ha Nó có một cái viền gỗ Đó cái đó thì mình có thể lấy ở đâu Mình tiếp tục lấy cái này nè mọi người Mình có thể là chọn hai mặt nè ha Cái mình bấm vô uh, Lót ở đây nó tắt rồi Lên đây nó có cái chữ lót nè Đối với lại uh, mắt uh, uh, Đối với lại mắt mà 21, 20 gì đó chạy xuống á ha Mọi người có thể copy cái bully này ra Thôi làm đó em sợ mọi người làm sai quá Thôi mình đi detect ha Detect ở đây mình nhớ kiểm vô đây nè Cái mình ok Có nghĩa là gì Có nghĩa là mình detect những cái mặt đó ra Và không có làm ảnh hưởng tới cái model cũ ha Để em đi đổi màu cho mọi người dễ nhìn nè Bây giờ cái miếng đó thì làm sao Cái miếng nó có phải là nó hơi ốm hơn nè ha Mình scale ở đây á Mà nó không có đều quá Nó lệch bên đây nhiều bên đây ít nè Tại vì mình chưa có chuyển trục của nó ha Chuyển cái vô center nè Đó mình scale thì nó sẽ đều hai bên rồi bây giờ cái này mình có thể là mình đi gán cho nó cái lệnh seal ha Nó seal vô trong Đại khái như thế này Nó sẽ được cái lớp gỗ này ha Cái này nó khá là dày Cho nên là mình seal nó nhiều hơn một chút xíu Ví dụ như là tầm khoảng 12 12 nó nhiều quá, 10 thôi Còn cái mây che này nè Mình sẽ lấy nó ở đâu nè ha à, Thì ở trong cái file thực hành của mọi người á Em cũng đã chuẩn bị sẵn luôn cái cái lưới mắt cáo này rồi ha Đó, mẫu đen số 3 nè đó, mình cứ đi lấy cái uh, vi ray nè ha. Uh, đó ở đây mình xài bằng Vray cho nên đi lấy cái này quăng vô đây ha, mệt nè. Thì mình đã có được cái tấm bano của nó rồi. Đương nhiên là cái tấm bano này mình không có cần phải xài nhiều tới vậy đâu ha. Nó cái miếng này nó bé tí à. Lấy vài cái module như thế này nè ha. Xong rồi cái uh, cần chú ý, có nghĩa là invert vùng chọn á, delete cái bớt đi. À, bây giờ mình sẽ đi uh, scale. Bây giờ mình sẽ đi scale cái này ha, thậm chí cái này nó ít quá mình đi đếm module luôn cũng được mọi người. Một cái lỗ tròn, 2 3 4 5 6 7, 7 ha. 1 2 3 4 5 6 7. Ồ lấy vừa đúng luôn. Bây giờ thì mình sẽ scale cái này tạm thời mình scale cái này nhỏ xuống ha. À, em biết là cái biến nhầm tròn này nó không có nhỏ tới vậy đâu, nó sẽ bự hơn á. Tại vì sao? Tại vì á, cái view mà mình nhìn đó có phải là cái chân trước này nó gần, nó gần với lại cái camera nè ha đó còn cái miếng ở đằng sau này á nó đang rất là sai với cái camera cho nên nó là nãy giờ mình dựng á là nó đang bị nhỏ hơn so với lại cái 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 kích thước thật sự của nó đó nha à, vì vậy là tạm thời á mình cứ dựng cho nó đúng tỷ lệ đi xong rồi cái một chút nữa mình sẽ scale cho nó to lên ha đó cho nên là bây giờ mình đi scale cái này nè cho nó nhỏ bớt đâu đó tầm khoảng này nhỏ thì nhỏ chứ nó phải phủ qua được hết cái, cái 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 viền này ha đó Uh, bây giờ làm sao để mà mình có được một cái uh, đó thí dụ như mình đi copy cái này ra đi copy nó ra nè ha xong rồi cái mình đi uh, uh, đó, cái, cái 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 miếng này nè mình đi slip nó ra nó đang chọn sẵn hai đường này rồi nhấn số 5 nè xóa cái lớp bên ngoài đi ha nhấn số uh, nhấn số 3 nè chọn hai cái đường border nè cáp nó lại nó đang thu giờ là tại vì nó đảo mặt á thì mình cứ đi flip normal nó lại rồi uh, đó mình để nó đây nè bây giờ mình sẽ đi chọn cái mây che ha xong rồi cái mình vô đây nè À, vô cái uh, create nè ha Xong rồi vô cái geometry nè Đó cái này mình sẽ chọn vô là compound object Tiếp theo mình sẽ chọn vô là boolean ha Lúc này mình sẽ chọn lại intersection Có nghĩa là lấy phần dao á Xong rồi cái mình bấm vào add nè Pick vô cái cục màu tím này Thì nó đã cắt ra cho mình một cái đối tượng như thế này rồi ha à, Xong rồi cái mình có thể là convert nó sang edit table boolean Xui xui thì mọi người á Khi mà đi uh, Ở đây ha Đối với là cái lệnh boolean đó, đó Khi mà một cái mặt phẳng bốn điểm của khi mà một cái poly nha bốn điểm của nó không có đồng phẳng với nhau thì nó sẽ mình đi polygon á, nó sẽ tạo ra một cái đường sách minh chéo này nếu như không thích đường này ha mình có thể là kiểm vào cái kiểm cuối cùng lưu ý là cái kiểm cuối cùng này nè nó chỉ có mắc 20 trở lên nó mới có thôi nha cho nên là uh, em hay khuyến nghị mọi người là hãy update cái phần mềm của mình nó sẽ có nhiều cái tính năng hơn 3D Max nó không phải như ngày xưa nữa đâu ngày xưa thực sự mà nói á, trải qua chắc cũng cả chục năm á cái, cái cái những cái mà thay đổi của nó nó không có nhiều nhưng mà dạo gần đây uh, những năm trở lại đây ha thì uh, mọi cái biên bản nó ra nó update nhiều cái tính năng uh, rất là có uh, uh, rất là hữu dụng ha rối ok cái này nó chưa có được cái độ dày thì mình sẽ đi gắn cho nó cái lệnh sale ha rồi đó mình sao nó ít thôi tầm khoảng là năm thôi chẳng hạn đó nhưng mà cái này nhìn nó cứng lắm nha thí dụ như mà mình để bên chế độ clay á là mình thấy nó cứng đơ rồi uh, đó để cho nó mềm một là mình đi chu Turbo mút thì nó sẽ tăng lưới ha Tuy nhiên cái này thì Nguyên cái bài này thì Cái cái, cái mây che nó ít á Mình vẫn có thể chấp nhận được Cái uh, Turbo mút này ha Còn không á Thì mình vẫn có thể là Gắn cho nó cái lệnh Edit Bully nè Xong rồi cái mình đi nhấn số 4 ha Chọn hết tất cả các mặt nè Kiếm cái bảng nhiều số nè Leon nè, à, bấm vô số 1. Nhớ nha bấm vào số 1 và auto smooth là hai cái chuyện khác nhau. Bấm vào số 1 là bất chấp là cái độ gặp giữa hai cái pulley đó bao nhiêu đi chăng nữa nó đều đưa về cùng một group ha. Còn auto smooth á thì nó sẽ dựa vô cái góc độ. Cái độ gặp của cái pulley thí dụ mà nó quá 45 độ thì nó sẽ không đưa về cùng một group ha. Đại khái thì đối với là cái mây che này mình sẽ bấm vào số 1 nhé. Đó, thì nó cũng nhìn nó cũng sẽ mượt hơn. À, đương nhiên là thí dụ mà đem mà so với lại cái À, đem so với chu thì nó sẽ không bằng đâu tuy nhiên ở mức độ này thì em nghĩ là nó cũng ok rồi đó cái mình đặt vô cho nó đúng vị trí nè à, cái miếng này ha mình có thể là lót cái đường này nè xong rồi cái mình riêng nè ha cái mình đi lót đi chi để mình đi chamfer cho nó nó chamfer cho nó tròn được cái cạnh này nè ha rồi ví dụ như nó tròn thì mình tăng nó lên xác minh ở đây chẳng hạn cái lớp mây che thì nó nằm đâu đó đây nè ha tương tự như vậy thì mình có thể là cầm cái mây che này nè mình đi copy nó ra phía vẫn là một cái vấn đề cũ đó là cái gì à, trước khi mà mình đi copy ra thì mình nên đi unwrap cho nó ha à, unwrap ở đây cái mây che thì em đã unwrap sẵn rồi à, cái mà mình cần đi unwrap đó chính là cái miếng này à, cái miếng này thí dụ như mình chưa unwrap bây giờ thì thôi em sẽ làm giống như là cái chân ở bên dưới nhá là mình sẽ đi uh, lỡ rồi em sẽ đi tăng lưới cho nó lên luôn nè xong rồi cái đi attack uh, attack nó nè ha thì những cái này mình có thể là mình đi cắt trước cho nó cái đường uh, segment đó đó uh, ví dụ như em sẽ đi cắt những cái đường này slip nó nè ha xong rồi để cho nó bung ra được á thì nó cần thêm một cái đường dọc ở đây nữa cái miếng bự này ở đây nè thí dụ như mình thích thì mình có thể là thêm như một cái đường segment để mình đi slip nó nè thì mình giấu nó vô trong ha rồi cái cái đường cắt này á thì mình sẽ đi lót cái đường ở ngay đây mình đi slip ra thấy không đó, như vậy thì tất cả những cái mặt này nè, khi mà mình đi unwrap á, nó duỗi ra được rồi ha. Ok nhé. Ủa, hình như em bỏ sót cái miếng gỗ này bên trong mới đau quá chứ. Cũng tương tự, cái miếng gỗ này mình có thể là hình bệnh nó sang edit thêm bộ bully nè ha. Lót cái đường này nè, đi slip nó ra. Đó, với lại lấy thêm một cái đường ở đây nữa nè ha, để bung nó ra được. Vật liệu mình tính sao ha, bây giờ mình cứ đi attack nó trước đi. Cái mây tre này, mình thích để như vậy. Ờ... À, đó. Mình mình có thể là để tạm thời mình để như vậy ha. Mình đi group nó lại nè. đó cái mây che thì không có cần phải đi attack nó lại đâu ha. Cái cái miếng này không cần đi delete nó đi. Rồi, như vậy là mình cũng đã đủ hết uh, những cái uh, cấu kiện để mà mình đi ráp lại cái phần lưng này rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi uh, giải quyết từng cái nhé. Trước tiên thì em sẽ đi rải cái uh, cái thanh này đi ha. Thì ở đây mình sẽ đặt cho nó đúng vị trí. Hiện tại cái trục của nó đang ở đây thì không được ha mấy cái này nó đang hơi rối đội hình quá muốn nó qua bên đây khi nào cần xài á lôi nó dùng à, cái thanh này bây giờ trước tiên á mình cho nó 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 nằm trên cái này đi ha bằng cách là chọn đối tượng à nhấn Alt a nè ha mang ý nghĩa là align pick vô đây mình chỉ lấy theo chụp z thôi bỏ chụp x y đi à, min của cái đối tượng đó thì nó sẽ nằm mắt trên cái ghế đó thì cái 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 này nè nó sẽ tiếp giáp ở đây ha ở à, dựa vô cái ghế này nè cái khoảng cách của nó đâu đó ở đây nó sát mép với lại cái phía bên ngoài ha đó, vị trí của nó thì có vẻ như đúng rồi á này nè ha rồi bây giờ để mà nó xoay xung quanh được cái này nè thì mình sẽ đi chuyển trục cho nó về đây ha chuyển trục cho nó thì mình sẽ vô đây à, ff pivot only nè đó các mình có thể bắt theo bắt điểm theo trục y nè ha mình bắt vô cái điểm này cũng được còn không mình sẽ phải đi align nó cũng được luôn ha đó à, nó trục miễn làm sao cái trục của cái đối tượng này nó nằm ngay đây ha đây mọi người có thấy á là cái mà mình vẽ đó nó đang bị ngắn hơn so với lại cái mẫu ha cái mẫu thì cao nhất của nó nó chạm lên trên đỉnh này thì lúc này mình có thể là ffd hai x hai nhé đó, giống như là mình đi scale nó ra vậy đó đó cho nó lên tới cái đỉnh này ha xong rồi xong nữa mình thấy là nó xiên nó cũng lại ffd hai x hai mình cho nó xiên trước nha trong cái trường hợp này nè ờ, đây trong cái trường hợp này nè ha thì mình thấy á, FFD 2 x 2 á, mấy cái này nó bị kéo giãn ra hết luôn. Đó, nhiều khi nó lại không có đúng với lại cái cái mẫu của mình ha nên mình có thể là ffd bốn x bốn chẳng hạn đó để mình kéo giãn cái uh, mình mình có thể uh, chủ động hơn mình kéo những cái này ra ha em nghĩ cái này thì nó đúng hơn nè chứ còn ffd hai x hai á nó kéo đều hết á ha là ffd bốn x bốn thì mình đã quản lý được những cái khúc này dễ hơn hình vật sang edit table bully nè xong rồi cái này nó cần xiên đúng không thì mình sẽ ffd hai x hai là mua cái thanh này nó ra đây rồi kênh nó sang uh, edit thêm bully luôn ha à, Cái này Mình cũng sẽ nên là đi Cách uh, 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 Đi 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 Slip một số cái đường xác minh Để thuận tiện hơn cho mình về sau uh, Trong cái việc mà mình đi uh, Unwrap cho nó ha Lẽ ra cái công tiện này thì nên xoay uh, Chứ cũng không có nên đi uh, ấy đâu nha mọi người uh, Đi ấy Đi đi đi, đi FFD á uh, Cái này em thấy là Nó làm cho cái này nó bị uh, Nó cứ bị xéo xéo á Nó cứ bị kỳ kỳ vậy ha À, thôi chắc là em sẽ đi xoay nhá Mà khi mà đi xoay á Thì cái này nè Nó lại bị uh, Nó lại bị dảnh lên Mình nên đi xoay ha Cái này em đổi ý rồi Em sẽ đi xoay Cái này khi mà nó hơi dảnh lên như thế này Thì mình xoay nó lại cho nó bằng bằng Xong rồi mình mua nó xuống ha Tại đi FFD mà cái này nó lại bị xiên quá đó Hồi nãy đi FFD nó làm cho cái con tiện này ở đây nè Nó cứ bị lệch qua Cho nên là thôi ha à, Mình nên đi xoay đi Em nghĩ người ta lúc mà đi làm con tiện thì đương nhiên là nó phải thẳng thớm như thế này ha Còn mà nó xuyên ngay như thế này thì người ta cũng xoay cái đối tượng luôn Chứ không phải người, người ta không đi FFD đâu Cái này tiếp tục mình chuyển chục nó giờ lại vô đây ha Đó nãy mình chuyển trục để mình xoay Xong rồi chuyển trục xong rồi cái mình đưa lại cái trục nó vô đây Vô tôn nè ha Cũng ở đây Nhớ là em đang để phối cảnh nha à, Rồi mình thử review nè ha Thì cái này nó không có lên tới 6 cây đâu Mà nó chỉ có 4 cây thôi nó cũng không có phải là nó xoay 360 độ mà nó chỉ có nửa vòng tròn thôi có nghĩa là 180 độ thôi hơi sai sai nhỉ từ đây qua đây 180 độ nó phải là từ đây qua đây chứ ta rồi ha ở đâu đó em cũng không hiểu tại sao cái này nó lại yêu cầu là 200 mấy hai uh, mấy chục độ ta thôi kệ nó đi ha kệ nó đi miễn làm sao mình làm đúng là được rồi à, mọi người có thấy cái đường xác minh thẳng này của mình không nó qua đây ha, nó ứng với lại cái này. Em sẽ để cho nó là bốn đối tượng nè. Tạm thời mình cứ để cho nó là instant ha. À, instant thì mình chưa có attack được với nhau đâu. Mình sẽ phải xóa instant mình mới attack lại được với nhau nhé. Vấn đề chưa hiểu ở đây, dẫn tại sao là 240 độ. Rồi, thôi cứ ok thôi. Vì chưa hiểu tính sao đi. Giờ <laughs> em buồn ngủ quá rồi, cũng hết muốn hiểu rồi. À, ok, cái này á thì mình sẽ đi uh, align nó vô đây ha. Thì mình align theo ít XY thôi nè. Bỏ cái chụp xét đi ha, pi vọt của cái đối tượng này thì nó sẽ nằm ngay pi uh, vọt của cái đối tượng này. nằm ngay center của cái đối tượng này à center nha, uh, cái pi vọt này đang bị á thế, cái này nữa nha, để mà nhắm được cái cao độ của nó đó, mình hãy nhắm tới uh, cái mà nó gần với lại cái camera nhất nha mọi người, đó em đang nhắm tới cái thanh này nè, cái 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 bán kính ở trên đó ha, thì nó sẽ nó nó có cái hướng xiên á, cho nên là nó sẽ À, bự hơn so với lại cái bán kính bên dưới vì vậy là bây giờ mình chọn cái bán kính bên dưới nè mình đi scale nó à, scale đến chi để cho nó có một cái độ xiên á nó xiên nó song song với lại cái đường xác minh ở đây nè nó xiên để cho nó song song với lại cái đường xác minh ở đây nè ha sau đó thì cái này nó sẽ đi vô như nãy em nói á là cái miếng màu đen này nè thì nó sẽ nằm trước hai cái thanh này cái này thí dụ như mọi người mua nó vô á, thì nó sẽ bị lấn như thế này ha vì vậy mình có thể ffb 2 x 2 nè để mình mua nữa vô à, Ở đây ha Đây mình có thể chọn cái đường xét này Ở trong cái view này thì đâu đó mình thấy nó khá là thẳng Nên mình cứ cho nó cắm vô cái cây này thôi ha Tại vì nó còn phải sale lên nữa đấy à, Bây giờ thì mình sẽ đi sale nó lên nè Gắn lệnh sale ha Để lấy cái đồ dày Sale thì nó có seal vô trong hay là seal ra ngoài ha Trong trường hợp này chắc chắn là mình sẽ seal vô trong rồi đó, tại sao tại vì thí dụ như mình sao ra ngoài thì nó sẽ cấn cái này đó, cái độ dày của nó tạm thời sẽ cho nó là 10 mm nhé và nó sang edit the nè mọi người thấy là nó bị khí 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 không lúc này mình sẽ đi nhấn số 4 nè ha chọn hết tất cả các mặt nè đó bấm vào auto smooth nè nó là nó hết bị khí hết thôi à, mình làm cho cái này á cái cạnh này nó sáng lên à, thì mình có thể là đi chăm phơ cho nó nè nó chăm phơ hai segment chẳng hạn. À, uh, tiếp theo thì nó chính là cái uh, miếng này. Bây giờ cái miếng này nhá, mọi người cũng nhớ là để cái trục của nó vào giữa nha. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình á, là nó cần cong một nửa cái đường tròn ha. Uh, đó. Uh, nhớ tắt nâm nha, tại vì bây giờ mình đi gắn lệnh mà mọi người để nâm mà đi gắn lệnh thì nó lại bị tăng lưới. Uh, cho nên là mình đi tắt nâm để mình pen. Ben nó một nửa vòng tròn có nghĩa là 180 độ nè ha. Chụp Z không phải đổi qua chụp Y. Chụp Y là đúng rồi á nhưng mà nó đang ngược bên. Vì thế là mình thay vì để trăm 8 mình thể để cho nó là chừng 180 nè. Và cái miếng này nhá, nó cái 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 đai ở bên dưới ha thì nó sẽ nằm ở phía sau của hai cái đây nè, mọi người thấy không? Nó nằm ở phía sau này nè ha. Rồi đâu đó thì cái này của mình á nó đang bị lấn ra. Đó mình nhấn số 1 nha. Mọi người hãy nhấn số 1 để ý nè cái trục này cái trục cái trục của Ben nó nó đang màu cam nè mình nhấn số 1 nó sẽ biến sang màu vàng ha tới lúc này mình thử dịch chuyển thì dù như mình dịch chuyển như thế này đó mọi người thấy là nó co lại không đó đâu đó tạm thời mình cứ để như thế này hình bệt nó sang edit the bubbley nè đó à, cái này thì bản chất của nó nó đang vẫn còn là thẳng ha nó vẫn còn là song song như thế này thì à, thật ra cái này cái hướng của nó nó sẽ xiên theo cái thanh này á đó, cho nên ha, mình hãy FSD 2 x 2 nè, chọn 4 điểm ở bên dưới nè. Nên mình có thể là mình đi uh, thu nó vô như thế này nè ha. Chứ nó không phải là một cái vòng tròn tuyệt đối đâu nha. Rồi cái miếng này thì mình sẽ mua nó ra. Để chi để cho nó có cái hướng là nó vòng ra đằng sau á. Rồi, ví dụ như cái này nó hơi xiên xiên. À, đâu đó cái này em vòng nó hơi quá rồi á. Nó hơi lấn ra khỏi cái ghế rồi đấy. Lúc này mình sẽ tiếp tục á, mình đi FFD 3 x 3 nhưng mà đừng có chọn điểm hay đừng chọn gì hết nha, mình chọn đối tượng thôi. FFD 3 x 3 nè, nhấn số 1 nè để tương tác với điểm ha. Bóp cái này lại. Rồi, cho cái này nó thẳng hơn, nó đừng có lấn ra khỏi cái ghế quá. Hình bật nó sang edit table bully nè. Sợ mình bẻ xong dán rồi thì mình sẽ đi nâm nó lên ha, cho nó tròn trở lại. ui, bây giờ tiếp theo tới cái này nó như nãy em nói á là cái này nó phải to lên ha. Thôi xong. <laughs> cái 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 đai này nè mọi người, mình nhìn cái khoảng cách của nó đó, mọi người có thấy là nó rất là gần với lại cái này không? Đây, còn cái của em á làm ở để nó đã hơi bị cao rồi ha. Để biết ngay mà. Để, tắt nùm nó đi. Điện chi mọi người biết không? Cái này nó hơi hở ra. Nó FTT 3x3 /3 nè. Cái này nó vô một chút xíu nữa ha. Rồi, đây, mọi người thấy không? Đó, mình nhìn kỹ ha. Cái vòng tròn này nè, nó sẽ hơi chạm lên ở trên đây, nó hơi chạm xuống đây. Thật ra là nó đục nó nó hơi đục thủng xuống luôn á, nhưng mà đây là cái chi tiết nhỏ cho nên là thôi em cũng sẽ không có đi dựng cho nó đâu ha. Đó, rồi cái này mình cứ diệt scale nó to lên thôi. Đó, cho nó uh, hơi hơi vừa đủ chạm như thế này là được rồi nhé. Rồi, mọi người thấy nè ha. Cái miếng ở đây nó khá là thẳng. Nó cái độ dày á. Thấy rồi thôi, em sẽ nhắm nó ở đây ha Đó cái độ dày đâu đó là nó cỡ cỡ Nó dày bằng với lại cái miếng này Bây giờ nhiệm vụ của cái này nè à, Em sẽ đi ép nó vô à, đó, Mình nhìn cái tấm hình ở bên cái view này nè Rồi mình thấy cái này nó tương đối là nó thẳng nè ha Rồi, bây giờ thì em sẽ đi hơi ép cái này vô một chút xíu Bằng cách là tắt nâm đi nè Chọn một số điểm cho nó ảnh hưởng thôi nha st 3x3 nè FFT 3x3 Nhưng mà cái kiểu này Ôi ok ha Còn cái thanh này thì sao Cái này thì chắc chỉ có nước Em sẽ đi uh, uh, bây giờ ha Thình vật nó sang uh, edit table boolean nè FFD 2 x 2 nè. mu cái này nó vô đây một chút. Trên mặt tớ thì em vẫn thấy là nó sát ra ngoài biên nha. Nó lằn nhằn thế nhỉ. Em đã mệt rồi. Ở cái này mình đi sử dụng ship đi. Mua cái này nè. Em dàn tí xíu nhé. Rồi thôi cái này sẽ cho nó hơi à, copy nó lại ha Tại vì nó còn hai miếng hai bên nè Cái này cho nó hơi xiên xiên ra ngoài tí xíu đi Rồi cái này mình FFD nè Rồi ok như vậy nhé Không chỉnh nữa đâu buồn ngủ lắm rồi <laughs> Cái này mình sẽ xoay nó theo cái hướng của cái tấm màu vàng này ha. Cái này mình chọn một số điểm ở đây nè. FFT 3x3 ha. Nhấn số 1 nè. Cái này nó sẽ thẳng nha mọi người. ok ha Trời ơi em tưởng nó dễ mà nãy giờ ngồi nó quăng Rồi ha Đó à, Thế thì nãy giờ mình có chỉnh bên đây nè Bên đây xem như là bên bị hư ha Mình kéo cho nó hư nè Cái mình lót một cái đường sách mình ở đây Mình sẽ đi symmetry lại ha Đó cái này mình sẽ symmetry theo trục y Nhưng mà nó đang lấy cái bên hư Nó symmetry qua đây không đúng ha Kiểm vô flip nè À, xong rồi cái mình hình nó sang edit table poly mà symmetry kiểu này thì nhớ là coi chừng cái à, ở giữa của mình ấy, nó bị cái à, shape mình rác ha thì mình có thể là copy nè xong rồi cái mình đi à, à, mirror ha đó cho nó quay cái mặt ra đây moon nó lại cho nó đúng vị trí là được nhé ráp lên nè cho nó đúng đi em sợ nó quá rồi rồi cái này thì mình xong hết rồi mình có thể là hình vợ nó sang edit table poly luôn ha À, nhớ á, là cái này hồi nãy mình đã đi làm á, mà cái kiểu mà copy instant đó mình chưa có attach được đâu ha đó, vì thế là mình chọn hết nè mình hình vệt nó sang editable table mục đích của mình là để cho nó về lại cái uh, uh, nó 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 không còn bị instant với nhau quá thì lúc này mình mới có thể uh, attach nó lại chung với nhau hết nhé rồi cái này thì mình sẽ phải đi nâng nó lên để cho nó tròn nè hơn là hồi nãy cái này á uh, mình đi uh, uh, cắt cái đường minh rồi cho nên chút hồi mình đi unwrap nó cũng dễ ấy. Chứ còn mà đi xếp kiểu đó xong rồi cái chút hồi mà phát hiện ra là mình chưa có đi cắt đó, đi unwrap mệt mỏi luôn. À, đó, cái ghế này thì nó chỉ vậy thôi. Ừ, chỉ vậy thôi đó. là làm muốn khùng nãy giờ. Vậy làm đã hướng dẫn mọi người xong cái việc mà đi uh, modeling cái phần khung ha. Bây giờ mình sẽ đi làm cái phần gối này cho nó nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với lại cái uh, phần đệm ngồi này cho nó ha. Cái đệm này thì nó khá là căng. À, cho nên là thôi chắc mình sẽ dựng nó ở bên max luôn nhé à, không cần phải qua tới bên marvelous đâu đó thì mình thấy là nó có một cái chi tiết thì nó tròn là cái tổng thể của nó rồi xong rồi cái chỗ này nó hơi bị vạt vô nè ha đó để 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 cho nó uh, chừa chỗ cho cái phần chân này à, rồi thì cái này mình có thể bắt đầu nó từ một cái cylinder ha đó Uh, cylinder thì nó có cái phần mặt phần thân đồ, mình không có cần cái phần thân ha, mình chỉ cần cái phần mặt này thôi. Mình hình bữa nó sang cái table boolean nè. Nhấn số 4 mình chọn chỉ chọn cái boolean này thôi nhé. Nhấn Ctrl y ngắn để uh, invert vùng tròn Đó delete những cái phần còn lại đi. Đó mình chỉ cần lấy cái mặt này thôi. Uh, bây giờ ha, mọi người có thấy á là để cho nó có cái chi tiết á mà nó uh, đó, cái cái chi tiết mà nó thu vô như thế này nè. Thì mọi người hãy đi nhấn số 4 nhé. Chọn cái mặt này nè. Mình đi insert vô đó insert vào cỡ, cỡ như thế này ha à, xong rồi á cái bully này tới cái bully này nè đó thì mình không cần đó mình chọn những cái bully này nè ha đó mình đi delete cái đi còn không mình chọn hai cái bully liên tiếp như thế này nè mình đi lót nó ha nó cũng được delete cái đi đó là nó tương đối nó ra được cái uh, chi tiết kia rồi ha đó thí dụ như cái này đi nâng lên nè à, cái 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 này do là chút hồi nữa mình có đi nâng ha à, cho nên là mình hãy đi giải quyết cái lưới cho nó bằng cách là chọn hai cái này là cần cho ship e nhé đây, hai điểm này cần chưa ship e rồi những cái điểm còn lại mình có thể là khách nè từ cái điểm này mình khách qua cái điểm này à, ok ha điểm này khách qua đây còn cái điểm này khách qua đây đó mình đừng cố gắng khách nữa nha tại vì khi mà một cái điểm này mình khách qua đây á thì nó sẽ tạo ra hai cái tam giác à, không cần ha à, rồi bây giờ cái này à, chắc là một lần nữa mình đi insert nó đi à, inset lần thứ hai thì nó sẽ như thế này ha hiện tại có một số cái đường segment đó nó đang bị lấn vô như thế này, à, đó thì mình chủ động mình lót nó xong rồi cái mình mua tay ha, Này hai cái điểm này nè, đó mình à, dựng hình nó rất là tối kỵ cái chuyện mà những cái đường sách mình nó 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 sát với nhau quá nha, à, rồi cái này mình có thể chọn cái đường border nè, à, à trước khi chọn cái đường border thôi mình đi sell đi ha, Sell để lấy cái đồ dày cho nó đấy. Rồi cái niệm này thì nó có cái chỉ cộng chỉ ở giữa ha. Khi mà xe quá, mọi người để cho nó một cái 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 hai sách mình ha. Cái cái sách mình đó mình để cho nó là hai. Ủa, rồi quên mất. Mọi người có biết tại sao quá? Khi mà em đi vẽ dựa vô cái tấm hình này nè, đó, dựa vô cái tấm hình mặt tết này nè, đi vẽ cái gói này nè ha, ra cái kết quả nó bị bé tí như thế này không? Đó, cái lý do là cái tấm hình trên mặt tết như thế này thì À, cái gần nhất cái camera là ngay phần đỉnh nè ha còn khi mà nó xa ra thì bắt đầu là nó sẽ bị nhỏ lại nó bị thu vô theo phối cảnh đó giống như là cái ghế của mình đó à, ở đây nè ha ta thí dụ như cái này đó mọi người thấy nè hiện tại là mình thấy nó như vậy phải không? Đó, nếu như mà mình đi nhấn chữ bì bò đó thì mọi người sẽ thấy nè ha cái phần ngồi của nó nó sẽ nhỏ hơn so với lại là thí dụ như mình để mặt tớp như thế này thấy phần ngồi nó rất là to ha nhấn chữ bê bò qua phối cảnh đó thì cái phần ngồi của nó nó sẽ bị nhỏ lại tại vì lúc này nó sẽ cái điểm tụ ha rồi à, đó nó nó chỉ sai ở cái diện này thôi thì mình sẽ đi uh, scale nó lên nè à, nó chưa có đủ dày á đó. đó mình có thể scale cho nó dày hơn ha à, ở đây nè mọi người mình hình bờ nó sang edit table nè ha cái này mình có thể là đi mùng nó xuống đây tí xíu mùng nó xuống đây rồi mình thử xem á là khi mà đi nâm á nó có đúng như là cái ý của mình hay chưa ha À, đây thì ví dụ mà đối với nệm á bình thường là mình cũng phải đi lót nó xong rồi cái mình đi xét lao á để, để cho nó có được cái độ mềm hơn ha do là cái nệm này cái bề mặt của nó nó cũng tương đối là nó phẳng ấy à, ở đây ở đây thì cái này để cho cái để để cho cái phần gặp khúc này nè nó rõ ràng hơn ha thì mình vẫn có thể là mình đi chăm phơ á nhưng mà mình chăm phơ ít thôi nha ví dụ như mình đi chăm phơ tam giác nè nó tăng cái khoảng cách này lên phần nào mà mình thấy chưa ổn nữa thì mình sẽ đi sử dụng công cụ ship đó ship thì mọi người nhớ mở to cái uh, vòng tròn màu đen lên ha đó, kéo cái này nó hơi gắt nè chút hồi mình cầm cái segment mình kéo lại nhé cái gối giống dĩ thì nó không có đều đâu cho nên là mình cứ kéo thoải mái lên những cái đường xác minh mình nó cận nhau quá ha thì nó rất dễ gây cấn cái khối của mình nó làm cho cái khối của mình nó không có được mượt á giản dạng nó ra nó sẽ có xu hướng nó hơi dảnh một chút xíu rồi ok ha đó. cái cộng chỉ màu đen này thì ở đây nè cái đối tượng mình nó đang nâm ha chắc là em sẽ đi tăng lưới cho nó một lần đi thí dụ như mình nâm hai thì mình tăng lưới cho nó một lần ha ở đây mọi người có thể chọn đối tượng là bấm vô smooth mode nè đó thì nó sẽ tăng lưới như thế này nhé rồi, em, em em đang nghĩ là cái này sét lao cho nó cái. đây em đang cố gắng cho cái đường chính giữa này nè, nó trở thành cái đường nó trở thành cái đường ngoài cùng ha. tăng lưới lên cho nó cái nè. cái công chỉ màu đen thì mình có thể lót cái đường xác minh này nè ha. tuy nhiên mình có một cái mẹo quá ở đây cái đối tượng này của mình nó đang nâm nha. nếu như mà mình đi lót cái đường đó mà mình đi về asphalt selection á, thì cái đường của mình nó còn không có được ngược đâu. đã thay vào đó ha cái này muốn muốn tăng lưới nó thêm quá rồi tăng lưới cho nó là hai đi ha cái niệm thì nó cũng sẽ hơi nó hơi kiểu phập phòng phập phòng á đó thì mình có thể là nó có lưới rồi thì mình có thể là gán cho nó cái lệnh noi nè ha à, đó nó hơi phập phòng tí xíu thì mình thay đổi theo cái chụp z nó có một cái sự biến dạng theo cái chụp z nè ha nhưng mà cái này nó to quá thì mình sẽ thấy cái khung màu cam không nhấn số 1 cho nó biến thành màu vàng ha mình đi scale nhỏ nó lại đó, scale nhỏ cái khung lại đó thì thì cái nó sẽ dập dần dập dần như thế này cho là nó không có đều quá ờ, cho nên là ờ, chụp ít chụp y luôn ha mình cho nó nhẹ nhẹ thôi nó cho nó dập dần dập dần render vừa đủ thấy là được rồi nó hình vật nó sang edit table bully hồi nãy là đi tăng lưới bằng cái mét mút á cho nên nó là mọi người thấy ở đây đó nó có cái viền này nè ha mình kệ nó đi nhấn số 4 nè chọn hết tất cả các mặt nè clear on nè ha bấm vào số 1 nè đó thì nó sẽ mềm trở lại đâu đó cái 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 này nó vẫn chưa có giống cái mẫu cho lắm thôi kệ nó luôn đi cái đường minh này nè Xong rồi cái mình sẽ đi a selection ha Nó không giống với cái mẫu á Là tại vì cái này em làm nó tròn quá đó ờ, đó cái mẫu nó nhìn nó sẽ bị đột ngột hơn một chút xíu Nó cái cọng dây này Để cho nó tầm khoảng là 12 ha 12 segment á Rồi ok như vậy ha cái này mình cho số chẳng là năm đi và khi mà đụng tới cái đường line này nè ha mình nhớ là kiểm vô chandelier mapping này để chút hồi mình đi unwrap cho nó dễ hơn nhé như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người xong cái phần modeling cho cái ghế này rồi nhá sang tới phần sau thì mình sẽ đi unwrap cho nó nha cuối hello 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 mọi người đó đó em vừa định đi ngủ thì em phát hiện ra một cái vấn đề ờ đó chính là hồi nãy á lúc mà em đi dựng á em đã không có đi à, em không có đi chú ý lắm về cái chiều cao ha cho nên là khi mà dựng xong rồi á đây cái này là cái mà em vừa mới hướng dẫn mọi người dựng xong nè đó cho nên là khi mà đi dựng xong rồi đó tự nhiên bây giờ nhìn lại em phát hiện ra là cái, cái dáng của cái ghế này á nó bị cao quá ha nó bị cao quá so với lại cái mẫu này à, đó em vừa mới mở cái tấm hình này lên để so sánh nè đó mọi người thấy không nó nó khá là lùng ha Uh, nó cái chiều cao của nó nó đang ngang ngửa so với lại cái bàn này đó thì đâu đó là nó tầm khoảng là nó cao hơn một chút xíu á thì đâu đó là nó tầm khoảng là tám trăm tám trăm rưỡi thôi ha cái chiều cao đỉnh này của nó uh, cái còn hiện tại cái model của mình đó nó đang bị ấy quá nó đang bị cao quá từ đây xuống tới đây nè nó lên tới một mét uh, mấy luôn ha đó uh, đâu đó thí dụ như là tám trăm rưỡi đi Đó, cơ cỡ như thế này thì cái này ha, Nãy em đã đi An Giang, em đi scale nó lại một chút nè à, Không một chút đâu, cái cái khoảng cách này là nó cũng khá lớn đó ha đó, Nhưng mà khi mà scale lại á, thì em thấy là cái tỷ lệ của nó nó ổn hơn à, Cái tỷ lệ của nó nó đúng hơn ha à, Rồi, như vậy nhá, Thôi, mọi người cứ đi scale tổng thể của nguyên cái ha à, Nói chung dựng hình, dựng xong rồi Mình sẽ phải nhìn giữa cái model của mình Mình cố gắng mình xếp một cái view á Nó tương đối là nó giống với lại cái mẫu để mình so sánh ha. Xem đến phần thứ ba thì mình sẽ tiến hành đi unwrap cho nó ha. Thế thì ở trong cái phần này em có sử dụng hai cái plugin đó chính là Yvitoon và Unwrap Pro. Nếu như mà bạn nào chưa có cài hai cái plugin này thì nhớ bấm vào cái phần mà hướng dẫn cài đặt phần mềm ha. À, lúc đó mình sẽ thấy được cái My Map và em cũng đã để cái chỗ download nè cũng như là hướng dẫn cài đặt nó rồi nha. 30 giây dành cho quảng cáo. Đây là à, nếu như mà các bạn muốn hiểu bài bản về cái việc mà unwrap đồ cho furniture thì các bạn có thể tham khảo khóa học unwrap này ha. Và hiện tại thì mình đang có ưu đãi cho khóa phương Phương pháp dựng hình đấy à, nếu như mà các bạn tham gia khóa học phương pháp dựng hình thì em sẽ tặng mọi người luôn cái khóa học in uh, rap này nhé. Rồi, quay trở lại tutorial. À, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi in rap cho cái ghế này nhé. Hay, hello mọi người, em đã quay trở lại rồi đây. À, đấy, bây giờ thì mình sẽ sang tiếp cái phần là mình sẽ đi in rap cho nó ha. À, đấy, trước tiên thì chắc là mình sẽ đi tạo một cái vật liệu cơ bản trước đi. Đó, ở đây thì em đang xài V-Ray ha. Ờ, chắc là ở trong cái file thực hành của mọi người có cái thư mục là texture ha ờ, Đó thì mọi người cứ vào đây sẽ thấy được những cái map mà em sử dụng ha Đây có thể là khi mà mình lên vật liệu chưa chắc gì mình xài cái map này Ở đây trong qua là em đi quăng cái map vô để cho mình thấy đường để mà mình đi uh, unwrap cho nó thôi ha Đó cũng chưa có dính dáng như tới cái vật liệu đâu ha Rồi trước tiên cho nó một cái là uh, một cái texture gỗ nè Với lại một cái texture dạng vải ha À, đa phần á, ở đây á, nó toàn là gỗ mà chỉ có cái này là vải nè ha à, cho nên là mình cứ quét hết mình gán cho nó cái uh, uh, vật liệu gỗ trước ha nó còn có riêng cái này uh, đây rồi tạm thời em sẽ đi unwrap ra nhé đó chỉ có riêng cái tấm niệm này với lại cái này là vải thôi đó thì mình chọn riêng mình gắn cho nó là vải nè đó chưa ráp thì nó sẽ thấy ghê như thế này ha đó bây giờ mình sẽ tiến hành đi ráp cho nó nhé uh, những cái nào uh, đấy những cái nào mà nó không có nâm, nó không có tăng lưới uh, Với lại nó cùng một cái dạng á Thì nó nó cùng một cái dạng trong Unwrap á Thì mình có thể attack nó lại hết ha Đây ở đây em đang attack những cái này nè Mọi người thấy không uh, Cụ thể thì những cái này nó đang là những cái uh, con tiện nè ha Còn cái nào gom chung lại được nữa không uh, Thôi thôi Rồi chắc đi Unwrap cái này trước đi ha Thì ở đây em sẽ sử dụng cái plugin uh, là GVTool Mình chỉ việc là bấm vô Add nè đó cần chỗ a nè ha để chọn hết tất cả những cái này thì từ đầu khi mà mình đi dựng hình đó là mình đã có cái bước mình đi slip những cái cạnh này ra nè ha đó mấy cái cạnh trên đây là slip rồi á mình bấm vô cái planner một cái nè thôi rồi mấy cái cạnh ở trên hình như quên slip rồi á mới có cái chân này slip ra được nè ha đó bây giờ mình sẽ đi slip những cái này nè này hình như là em đã quên uh, uh, chọn cạnh ở cái phía trên để slip á mọi người và dạ, xui một cái gì mọi người biết không mình đã đi uh, copy ra rồi cái này mình có thể là xin để thu hẹp vùng chọn ha Xong rồi cái mình giữ ship á Giữ ship nha uh, Pick vô cạnh Thì nó sẽ chọn <laughs> Nó sẽ chọn cái cạnh mà border như thế này nè Mình đi slip nó ra nha Rồi coi nguyên khúc này uh, đó, Ở đây thì bây giờ mình sẽ đi chọn những cái uh, cạnh Mình cảm thấy cái nào á Mà nó ở ngay cái view mà ít người nhìn được á ha Thì mình sẽ chọn nó để mà mình đi uh, uh, Để mà mình đi slip cái cạnh này nó ra Ok nhé, slip nè. Đó, mình slip làm sao á? Khi mà mình đi chọn, mình mình biết cho một cái đối tượng nào đó ha. Mình có cảm giác là nó duỗi ra, uh, nó nó duỗi ra được hết là được ha. Đó, cái này ở trên đây nó chưa có cái 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 sphere này trên đây nó chưa có được duỗi lắm đâu. Nhưng mà em nghĩ là cô không có tới nổi nào ha. Quay trở lại đây, bấm vào add nè, control A nè. Pick cho cái plan uh, này cái nè ha, planer. Đó, mọi người thấy không? Cái đường mà nãy mình slip á, bây giờ nó đã có một cái màu xanh lá nè ha. Xong rồi cái mình bấm vào unwrap roll. Đó, như vậy thôi là nó đã duỗi ra được rồi đấy. À, ở đây thí dụ như mà tắt hết thì mọi người sẽ thấy là nó lên được cái vân gỗ rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái bản editor này lên để mình điều chỉnh về cái texture ha. Đó, trước tiên thì mình có thể là xuống đây nè, mình bấm vô đây để cho nó sắp xếp lại trong cùng một ô ha. Thì ở đây mình thấy là nó hơi xiên xéo thì mình có thể là bấm ở đây nè. Đó, thì nó sẽ tự nó nó sẽ cố gắng nó sắp xếp lại cho mình ha sắp xếp lại cho nó thẳng hoặc là nó thẳng theo phương ngang hoặc là nó thẳng theo phương dọc tuy nhiên khi mà mình xài cùng một cái tách chơi á thì uh, hoặc là mình để nó ngang hoặc là mình để nó dọc ha đó cho nên là ở đây nè mình kiểm vô đây nè ha mình chọn những cái nào quá nó đang nằm ngang chắc là cái nào đang nằm ngang mình sẽ đi xếp dọc cho nó ha đó để xây 90 độ cho nhanh ha mọi người hãy bấm vào đây nè thấy không là nó sẽ xây lại 90 độ cần cho a chọn hết nè biết chưa đây nè à, thế thì ha à, khi mà cái này nó xếp dọc thì cái uh, đó, cái cái vân gỗ của mình nó cũng sẽ dọc theo nè nó cái vân gỗ của mình nó dọc theo mà ha rồi tình cờ thì cái tỷ lệ này em thấy là nó cũng vừa rồi đấy ờ, cho nên là em sẽ để luôn ha rồi hình vật nó sang edit thêm bubuli nè thì đối với lại cái cách mà mình đi sử dụng uh, cái cách mà chọn cạnh xong slip nó ra làm xong rồi mọi người nhớ là nhấn số 3 là cần cho a nè ha để chọn hết tất cả những cái đường border này cần cho biết vào điểm nè chuột phải queo nó lại nhé uh, những cái tấm ảnh này ví dụ như mà mình không cần nữa thì mình có thể delete nó đi cho nó gọn lại cái file của mình ha. đó, bây giờ mình xem cái nào nó còn chưa có được đi unwrap ra nè. <laughs> cái này ha, à, cái này nó đang có cái lệnh chamfer thì tạm thời mình có thể là à, thí dụ như mình đã chỉnh thông số và mình à, muốn giữ cái thông số đó lại á, mọi người hãy đi chuột phải copy cái lệnh này nè ha, copy xong rồi cái mình đi delete đi. đó thì ở đây nè, những cái tấm này nó à, nó nó được instant á, à, đấy. Cho nên là bây giờ nè ha, à, đây. Thí dụ mà nó được instant đó, khi mà mọi người chọn hết á, mình sẽ thấy cái icon này nó sáng lên nè Để bỏ cái instant này đi ha Một đó là mình tắt cái này đi, còn hai á là mình hãy convert bệt nó sang edit table Đó, như vậy ha, thì mọi người thấy nè, lúc này mình chọn lại hết cái đống này á Thấy thấy cái icon này tắt tới thui nữa ha Rồi, lúc này mình sẽ đi attack nó lại nhé Nhớ là phải bỏ instant mình mới được phép để attack nó ha Thì cái kiểu này, mình sẽ đi cho, mình sẽ đi unwrap nó À, bằng cái bằng bằng cái này nữa ha. nó bấm vào đây nè đó như vậy thôi là unwrap xong rồi đấy mình bật cái này lên ha thì đối với lại cái cách này nó sẽ dựa theo cái uh, uh, đó nó sẽ dựa theo cái độ gặp của cái bully mà nó có quyết định là nó uh, nó, nó nó quyết định đó là nó sẽ cắt cái uh, bề mặt đó ra hay không ha đó. cái nhược điểm của nó thì đâu đó những cái cạnh này đây nè nó chưa có cắt được ha uh, nhưng mà dù sao nó cũng là cái chi tiết mà em thấy là nó cũng không có uh, lớn lắm cho nên là thôi uh, mình làm đại cái thôi nha rồi cái này mình mới vừa bấm vô sắp xếp rồi nhưng mà cái dân gỗ đây nó đang chạy theo phương dọc nè mình không thích mình muốn nó chạy theo cái phương ngang nè ha uh, thì lúc này mình sẽ uh, bấm xoay qua đây một cái thấy không đó là cái dân gỗ của nó nó lập tức nó xoay ngang được như thế này cho mình rồi cái tỷ lệ đúng hay không á thì mình sẽ sử dụng cái ống hút này để mình hút vô những cái cây hồi nãy ha đó sẵn tiện chỗ này mình sẽ nói thêm một chút xíu là thí dụ như cái chỗ này á cái thanh này nè uh, mọi người có thấy cái thanh dọc này không nếu như á, mà nó không có được cắt ra cái dân gỗ ở đây á, chạy theo phương ngang á, thì nó cũng không có uh, nó, nó cũng uh, chưa có gọi là kỹ ha thí uh, dụ như uh, uh, nếu được á, thì mình nên cân nhắc cái việc á, là mình hãy để uh, cái phương này nè Chờ, để để cái dân gỗ ở ngay cái thanh này nè nó theo cái phương dọc ha nó theo cái chiều dài của cái tấm gỗ á rồi, à, thí dụ như mình muốn làm như vậy thì sao? Rõ ràng á là từ đầu mình nên xử lý một tấm trước cho nó xong ha, chứ tránh trường hợp mình đi copy ra rồi mình làm thì nó rất là lâu. Ờ à, tuy nhiên ở đây thì em cũng làm một cái cho mọi người xem ha. Là mình chọn cái đường sách minh này nè, thấy không? Em đi chọn bốn cái đường sách minh chéo này nè. Mọi người bấm vô đây ha. Trời. Nam em ngồi nó nằm số tiếng đồng hồ giờ khang tiếng luôn. Ok, tiếp tục. Ờ à, ờ à, đó, tiếp theo mình hãy đi sử dụng cái trick này nè. Mọi người thấy không? Mình pick vô đây nè ha. Xong rồi cái uh, mình giữ Antalas á, mình bấm á, uh, đó, cái dân nó đang theo phương ngang nè ha. Giữ Antalas mình pick vô á thì nó sẽ theo phương dọc. Nhớ là phải cắt cái uh, segment này ra thì mình mới xử lý được ha. Chứ còn á, mà khi mình chưa cắt á, mọi người thấy nó đang theo phương ngang nè ha. Mình giữ Antalas nó theo phương dọc nhưng mà nguyên cái miếng này nó sẽ theo dọc luôn ha. Nếu bạn nào kỹ thì xử lý thêm bước này, còn không thì thôi tới đây được rồi. Convert nó sang edit, thêm boolean ha. À, hồi nãy thì mình có quên mất cái vụ tỷ lệ à, rồi cái này nè à, mình gán lại cái lệnh cho nó nè ha đó thì ở trong cái bảng này á mình đã có cái thao tác là cần cho a chọn hết nè cái mình xếp mới vô đây ha để cho tỷ lệ của những cái element này á nó đều với nhau nhưng mà để cho nó đúng với lại cái tỷ lệ của cái thanh này nè thì mình sẽ bấm vô cái hút mà ha mình hút vô đây nè đó thì cái cái này nó thu nhỏ lại có nghĩa là cái texture này nó sẽ to lên và khi mà nó to lên á thì nó sẽ bằng với lại cái tỷ lệ của những cái thanh này ha rồi kinh vật nó sang uh, editable này em vừa mới sử dụng phím tắt á rồi À, chụp phải nè ha mình chọn vô là pay thì nó sẽ lấy lại cái lệnh chamfer mà hồi nãy mình đi ấy ha ok chưa đó như vậy thôi là xong cái này à, tiếp theo ha mình coi còn cái nào nữa à, ví dụ như cái này đó cái này thì mình sẽ uh, nó sẽ là cái kiểu mà mình đi lót cái mặt trên với mặt dưới nè đó mọi người đi slip nó ra ha rồi còn cái thanh này thì đơn giản thôi mọi người cứ chọn một cái đường mà nó được giấu ở bên trong ha À, rồi xong cái ghế này cũng không có chỗ nào để giấu á thôi thì mình sẽ chọn nó một cái segment nó ở đằng sau như thế này ha là slip nó ra nè rồi bấm vô Add nè ha cần a nè planner nè unwrap uh, roll nè nói như vậy thôi là xong rồi đấy nói vậy thôi ha à, cũng phải vô đây một cái bấm vô đây cho nó sắp xếp ra thành một ô nè rồi à, cái này nè mọi người mình có thể chọn à, nhấn số 2 ha mình chọn một cái à, à, mình chọn nguyên cái cũng được tại vì cái này nó đơn giản quá À, đó mình chọn nguyên cái cũng được xong rồi cái mình bấm vào đây nè thì nó cũng tự hiểu à nó không hiểu khi mà nó không hiểu ha mình hãy chọn một cái đường sách minh à, bỏ cái này đi mình hãy chọn một cái đường sách minh ha chọn đúng một đường thôi xong rồi cái mình bấm vô đây nè đó thì nó sẽ dựa vô cái đường mà mình chọn á nó xếp thẳng lại rồi cái này mình thích thì mình xoay nó lại sắp xếp nó vô đây ha cho nó đúng tỷ lệ thì mình sẽ bấm vô đây đó mình hút cái tỷ lệ của nó nè rồi, cái này mình sắp xếp nó lại ha À, hiện tại á khi mà mình xếp cái này ngang thì cái dân gỗ nó theo phương dọc mình không thích mình hãy bấm xoay nó lại nè ha đó thì lúc này cái dân gỗ của nó nó theo cái phương ngang vẫn như mọi khi em hay nhắc mọi người á là không có nên để cái 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 à, mình mình không có nên để cái này á mà nó nằm lấn lấn ở ngay đây ha tại vì trên model của nó sẽ xuất hiện một cái đường cắt tái chơi rất là khó chịu đó mình để cho nó chọn dạng cho một ô này còn riêng cái thanh này á à, thì bó tay nha <laughs> nó dài quá thì mình sẽ phải chấp nhận thôi mình không có một cái máp to hơn À, mà cái này nó quá dài đi thì mình sẽ chấp nhận cái 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 điều đó nha có nghĩa là trên dòng ở đây nè đó mặc dù á cái đoạn cắt tái chơi của mình nó ở đây nhưng mọi người thấy là chỗ này nó cũng có một cái đường cắt tái chơi nè đó nó chính là cái đường mà đi qua đây nè ha à, ok chưa rồi thôi kệ nó nhé hình vật nó sang edit table bully nè đó à, nhấn số 3 nè cần cho a nè à, cần cho biết điểm nè cái mình queo điểm lại ha rồi còn gì nữa còn cái uh, đây ba cái miếng này mình có thể là từ 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 ok ha insulation đó nè đó mấy cái này mặc dù mình cắt ra rồi nhưng mà có điều là đó, đây thời giờ đi đi làm đó nè đặt cái mây che thì mình không có cần phải ráp lại đâu ha còn những cái này á, mình cũng đã đi cắt rồi chỉ có điều là mình chưa có duỗi nó ra thôi để cho nhanh thì mình đi làm chung ha rồi cái này mình sẽ bấm vô edit uh, lệnh nè cần cho a nè ha bấm vô cái planner này một cái đó À, đó, những cái đường cắt em đã chủ động giấu nó ở bên trong rồi Lúc này mình chỉ việc bấm vô là Unwrap thôi nè Đây, xong rồi đấy à, Nhớ bấm vô cái Planner này cái nha mọi người Nó, bấm vô cái Planner nè Xong rồi cái mình bấm vô Unwrap rồi là nó sẽ duỗi ra được ha Rồi mấy cái này nó đang còn nằm xiên xéo lắm Mình bấm vô đây nè, để cho nó thẳng thớm lại Đó, à, cái nào thẳng được thì thẳng không thẳng được thôi ha Kệ nó, nó chi tiết nhỏ quá Để bấm ở đây nè, để cho nó dàn chảy ra Nên mình sẽ chọn một số cái đường này à, Bấm vô đây cho nó thẳng thớm lại ha Mình cho nó thẳng trước đi Sau đó rồi cái việc á mà uh, nó nó đúng chiều hay chưa thì mình tính sau ha Đây lúc này mình có thể chọn mặt nè à. Mọi người nhớ bấm vô đây ha Để khi mình chọn một cái bully á nó chọn nguyên một cái element cho mình Đó rồi mình chọn hết những cái đường ngang nè Bấm ở đây nè là nó xây thẳng ha Cần cho A nè nó như vậy thôi là xong rồi cái tỷ lệ nó đúng hay chưa thì lại một lần nữa cầm cái này hút vô đây rồi kịch vật nó sang đi table bully ha đó, do là cái kiểu mà slip thì mình sẽ đi nhấn số 3 cần cho a đầu đó em thấy cái tá chơi này nó hơi nhỏ nha đó, lâu lâu cái hút của nó nó cũng bị hư á nó, nó em không biết tại sao nữa lâu lâu nó nó sẽ có trường hợp bị sai ấy nha ờ, thôi cái này nó nhỏ quá rồi cho nó to lên tí xíu đó, bây giờ mình còn hai cái miếng gỗ này cái này có nâm À, cái này có num hay không? Cái này thì không có num ha. À, cái này không có num thì copy. Xong rồi delete cái lệnh chamfer này đi nè, add nè. Bấm vô đây cái nè ha. Xong rồi cái mình có thể xoay nó lại nè. À, đã bấm vô đây thì à, đây mọi người thấy nè ha. Thí dụ như mẹ bấm vô đây thì à, cái độ gặp của cái boolean này nè, nó đang hiểu là nó muốn cắt hai cái tá chơi này ra. Như vậy nó không liền nét nữa ha. Mình vẫn có thể là nhấn số 2 nè, mình chọn cái cạnh này nè là mọi người thấy cái này không? Mình bấm vào đây ha. Nó sẽ liền cái tá chơi lại. Có nghĩa là mình không có muốn cái tá chơi này nó cắt ở đây. Nó cứ bấm ở đây nữa ha. Nó liền cái tá chơi nó đi lại một mạch như thế này. Ờ à, nó ở phía sau này nè. Đó hiện tại cái tay chơi đang cắt cái này nữa ha. Ok, như vậy thôi. Đó, bật cái bảng này lên, kiểm tra lại ha. Ờ à, nó mấy cái này uh, rồi thôi. Em nghĩ như vậy thì nó cũng được rồi. Uh, đẹp thì cũng chưa phải là đẹp nhưng mà uh, nó cũng không có tới nổi nào ha uh, còn ví dụ kỹ nữa thì mình sẽ phải đi cắt tay thôi còn cái bấm vào đó là nó 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 tự xử nó hiểu sao nó hiểu rồi cái này mình uh, sẽ đi uh, 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 do là cái này mình không có đi uh, đi 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 clip setman á cho nên là mình không có cần phải cứ bước quay điểm này ha rồi mình tay lại cái lệnh chamfer uh, À, có có một cái điều lưu ý nữa nếu như mà cái file của các bạn á, mà nhắm là sẽ chép cho một bạn khác mà có 3 d max dưới hơn dưới dưới 2021 ha hai ha thì mình nên xài cái dạng chamfer là chamfer Watt nhé à, tại vì thí dụ như bạn thấp hơn thì nó không có cái chamfer dạng uniform đó còn cham cham chamfer wát thì có ha xài chamfer Watt thì mình nhớ là để cái tension nó là 0.5 để cho nó bo tròn được cái cạnh này ha rồi như vậy thôi này còn cái miếng này Uh, uh, unwrap thì có nghĩa là gắn thêm lệnh Mà gắn thêm lệnh thì bắt buộc mình sẽ phải tắt num ha Chứ đừng có để num Rồi cái này uh, th Thôi cái này chắc đem tự đi cắt nha Chứ để kia cắt không an tâm tí xíu nào cả Đó thí dụ như cái này Mình có thể insert vô một cái đường mình nè uh, Slip nó ở đây thôi Rồi hầu như là xong rồi đấy mọi người Này ở đây ha Mình có thể cắt nhỏ cái uh, Cắt nhỏ tại cái này nó ba khúc mà Mình có thể chọn một số cái đường mình này nè mình đi slip nó ra xong add nè ha cần cho a nè bấm vô cái planner nè bấm vô unwrap nè đó như vậy thôi là mình unwrap xong rồi bây giờ mình sẽ bật cái bảng editor này lên là để mình đi sắp xếp nó lại xoay cho nó thẳng thớm nè rồi nó không thẳng thôi tự mình xoay tay nha à, còn không á mọi người có thể là chọn cái đường sách minh mà mình nghĩ là nó nó thẳng rồi, bấm vô đây xoay 90 độ nè cho nó cân lại cái tỷ lệ nè. có slip có slip cạnh thì nhớ là những số 3 cần cho a nè cần cho biết chiều điểm nè Ờ uh, well điểm này nè ha rồi quay trở lại năm ba đó như vậy là mình đã in được xong cái uh, ghế rồi ha uh, đó mình còn gì nữa mình còn cái nệm này thôi nè cái này thì đơn giản thôi ha thứ nhất là đối với là cái đối tượng mà SP line á, ở trong rendering á mọi người nhớ là kiểm vô cái Generate mapping này nha cái điều này nó rất quan trọng đó thay vì mình phải đi chọn cạnh mình cắt đồ ha khi mà mọi người kiểm vô đó rồi á mình bắn mình bấm vô Add lệnh nè mọi người thấy không nó có luôn cái đường xanh lá này nè xong rồi cái mình bấm vô à, nhớ nhấn cần chỗ a ha để chọn hết tất cả những cái mặt này bấm vô Up rồi đó như vậy thôi là nó đã cắt xong rồi đó mọi người thấy nhanh không nó à, cái cộng này nó hơi dài ha à, thế thí dụ mình bấm ở đây bấm ở đây thì cái cọng này nó bị thu nhỏ là cái tá chơi của nó sẽ to nó to dữ lắm Đó, cho nên uh, cái này mình có thể là scale nó to to ra một chút xíu ha Scale nó ra vừa đủ thấy như thế này chúc hồi mình tạo vật liệu vải sao nhé rồi còn cái miếng này nè cái miếng này thì cũng không khó ha uh, ở đây á mà mình sẽ đi chọn cái đường xác minh này nè mình đi nhấn số 2 ha mình đi chọn một cái đường xác minh mà nó giấu bởi cái cọng chỉ tròn này nè đó cái mình đi slip ra, xong rồi cái mình đi nhấn add nè ha. À, cái đi nhấn Ctrl A. À, bấm vô cái planner này nè để cho nó lấy cái đường kia ha. Xong rồi cái mình bấm vô rap Pro. đó nó duỗi ra xong rồi. Cái 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 button này hiện tại nó đang to quá ha. Thì mình có thể dùng cái ống hút nè, mình hút cái này cho nó ra cùng cái tỷ lệ nha. À, ok chưa? như vậy thôi. Là ở đây thì mình đã hoàn tất được cái bước unwrap rồi ha. Sang tới phần sau thì mình sẽ tiến hành đi làm ánh sáng cho nó nhé. Sang đến phần thứ tư thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi làm ánh sáng cho nó ha. À, thì ở đây em có sử dụng một cái file là Lighting Studio. Đây là cái file 3D Max mà đã đã setup sẵn hết đèn rồi. Để có được cái file này á, mọi người nhớ bấm vào cái phần mà download và thực hành ha. Ở trong cái phần file thực hành đó em có cái thư mục và file Lighting Studio ha. Mọi người cứ mở cái file đó lên để mình có thể tiến hành đi làm ánh sáng cho nó nhé. Ở trong cái phần này thì em có sử dụng cái plugin là Copy Paste nếu như mà bạn nào chưa có cài thì mình xem ở trong cái map ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi làm ánh sáng cho nó thôi. Rồi ở trong cái uh, file thực hành của mọi người ha sẽ có một cái thư mục là lighting studio nè, mình vào đây xong rồi cái mình mở cái file max này lên ha. Trong đây uh, thì em đã set uh, sẵn file hết rồi. Uh, đó, lúc này á thì mình chỉ việc là đưa cái model của mình uh, vào trong cái file kia ha. Đó cái file kia mình mở lên thì mình ra cái file trông giống như thế này. Đây, còn đây là cái file cũ của mình ha. Ở đây mình sẽ đưa cái model này qua bằng cái uh, uh, bằng cái login là copy paste ha. Uh, trước khi mà đưa qua thì mình nên đi nó khi mà cái model nó xong rồi ha thì các bạn nên đi chuyển trục cho cái model tổng thể của mình nè bằng cách là mình sẽ vô cái tab thứ ba nè ha affect Pivot only nè mình có thể center cho object trước một cái đi xong rồi á các bạn đi nhấn antalas a ha ở đây thì antalas a nó sẽ mang cái ý nghĩa là ở lại á cái mình biết vô cái phần chân nè đó cái phần thấp nhất đó cái model thấp nhất đó, ha đó mình chỉ so theo trục z thôi nhá có nghĩa là theo chiều cao pivot thì nó sẽ nằm ngay cái vị trí thấp nhất cái so với lại cái chân nè đó mọi người thấy không đó có nghĩa là cái bi của mình á nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí cái sàn ha mình nhấn cho an cái để cho cái trục xoay nó nhảy xuống đây nhấn cho r một cái cho cái chụp scale nó nhảy xuống đây ha ở à, chuyển trục xong rồi cái mình sẽ à, để là bình thường thì tại sao mình nên có cái bước chuyển trục đó à, tùy theo cái đối tượng mà cái trục của nó nên nằm cho hợp lý nha à, ví dụ như mọi người thấy nè ở đây phải tưởng tượng như mình có một cái à, mình có một cái sàn đi ha à, đây cái ghế của mình nè à bây giờ mình đặt nó ở vị trí chụp tọa độ không không đi chẳng hạn ok chưa đó như vậy có phải là cái ghế của mình nó nằm trên cái mặt sàn không rồi khi mà cái trục của nó nằm ở đây nè nếu như mà cái ghế này người ta có scale nhỏ nó xuống hay là có scale to nó có có scale nó to lên á thì cái ghế này nó luôn luôn nằm trên mặt sàn ha chứ nó không có chạy đi đâu hết trơn á à, đó ok ha rồi bây giờ cái này nè mình sẽ đi uh, uh, sử dụng cái lắc copy paste để mà mình đưa qua cái file bên kia Ờ, uh, do là mới cài lại ba d Max giờ em phát hiện ra là em chưa có cài cái login copy paste ờ, uh, rồi thôi bây giờ em sẽ cài nhé giờ em quay cái clip này nhanh chuột phải ờ, uh, đó em cài xong rồi ha cài xong rồi thì ở đây nó mới có cái chữ copy nhé rồi cái này mình đi copy nè để nó tí xíu ha xong rồi cái mình qua bên tới đây nè mình chuột phải mình bấm vô pay ờ, uh, đó cái này do là bị trùng tên đó uh, ờ, uh, đó cái này mình cứ việc bấm là auto rename ha cái ghế này của mình lúc này nó vào đây rồi nè À, hiện tại trên cái ghế này của mình ha nó tương đối tương đối là ít vật liệu á à, cho nên là thôi chắc là mình sẽ đi gán cho nó một cái vật liệu cơ bản ha à, thay vì phải đi override á à, thì thôi mình gán trước đi Chút hồi mình tạo vật liệu cái mình gán nó sao ha à, tại vì cái này chỉ mới có hai cái vật liệu thôi một cái là gỗ với lại một cái là vải à, cho nên chút hồi mình gán lại thì nó cũng nhanh Bây giờ thì mình sẽ cho nó một cái vật liệu màu xám có một cái màu xám nó trung bình ha trung à, bình cho nó tầm khoảng là uh, 80 thôi, em quyết định cho nó 50 ha. À, tại vì sao? Một chút hồi em sẽ cho cái gỗ của nó màu đen á, có nghĩa là tổng thể của cái model của mình á nó thuộc về cái dạng là sẫm màu. Mà sẫm màu á thì cái màu này mình cho nó tối một chút xíu để chút hồi lên cái vật liệu á nó không có quá bị tách biệt ha. Rồi cho nó 30 luôn này. Có nghĩa là nó khá là tối đấy. Bây giờ mình sẽ nhấn chữ C ha, vô cái vùng nhìn camera điều chỉnh cái view nhìn cho mình ha. Rồi, ok. Em sẽ để một cái view nó trông giống như thế này ha. Đó, một cái show ở từ đằng trước nè, một cái show cái phần lưng của nó. À, rồi bây giờ thì mình sẽ đi uh, render thử nhé. Cái việc mà sắp đèn ở trong cái file này ha, hiện tại mọi người thấy là em sắp uh, có tới 12 cái đèn. À, đó, nó, uh, cái 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 vị trí xếp vòng tròn của nó nó sẽ y chang như là một cái đồng hồ luôn đó nha. À, với lại một cái đèn đơm là cái đèn ánh sáng môi trường. À, thế thì bây giờ ha tạm thời bây giờ mình sẽ tắt cái này đi nè đó à, Đầu đó em sẽ bật lại cái tính năng history lên ha à, do là hồi nãy mới cài lại cái video này nhá ở, cho nên là những cái thiết lập của em uh, cũ nó bị à, bây giờ trước tiên thì mình sẽ đặt cái uh, mình mình sẽ bật cái uh, đèn đơm lên ha nó là ánh sáng môi trường đó à, hiện tại cái cường độ mặc định của nó nó đang là một ở đây nè thì nó đang bị uh, uh, sáng quá mình muốn uh, giảm lại tí xíu ha Ví dụ như em cho nó là 0.3 à, 0 ha Cho rằng cái này đó là fill line đi Xong rồi cái ánh sáng 9 á Thì nó sẽ từ đây qua đây ha à, Từ từ cái phía mà 3 giờ á Đây bật cái này lên nè Rồi ánh sáng 9 thì cái cường độ của nó nó phải mạnh ha à, Ví dụ như em cho nó là 2.5 đi chẳng hạn Đó à, Mình thấy cái này nó hơi cháy rồi Nó hơi bắt đầu cháy rồi Nhưng mà tại vì cái này của mình nó đang là màu xám ha à, Đó chút hồi ra cái gỗ màu đen thì nó cũng không có cháy đâu Cho nên mình cũng không lo cái chuyện đó rồi bây giờ thì mình có cái ánh sáng chính là từ hướng 3 giờ nè Còn cái ánh sáng fill light á Thì do là cái đơm này á Mình sử dụng cái HDRI Nó đang có cái hướng chiếu á Là từ đây qua đây rồi Nó sẽ trở thành cái ánh sáng phụ Là cái fill light ha Bây giờ mình sẽ thêm vô một cái nữa Là cái 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 cái, cái backlight cái backlight thì mình cho nó ở phía sau sau đâu đó tầm khoảng 11 giờ ha đó hiện tại thì mình chưa có thấy được cái sự khác biệt của nó đâu khi mình lên vật liệu rồi đó mình sẽ thấy là cái cao quang của nó nó đánh vô một số cái vật liệu ở đây nè ha ánh sáng chính á thì cường độ của nó là mạnh nhất nè xong rồi tới cái ánh sáng phụ ha đó thì do là cái đêm này sáng quá em để nó là 0.3 thôi ha còn cái backlight á mình nó nó phải là yếu nhất nha nó nhẹ thôi đừng có để cho nó mạnh quá điều chỉnh thêm ở đây tí xíu nữa ví dụ như để cho nó bớt nôi á mình bật cái tính năng đi lên nè ha à để cho nó sắc nét á, à, thôi mình điều chỉnh cái này chứ đi. Cái này mình có thể điều chỉnh cái uh, cường độ à, động cái contrast có nghĩa là cái tương phản của nó ha, mình để cho nó tầm khoảng là 0.2 chẳng hạn. Rồi, đâu đó cái này mình để cho nó là 0.9 ha, cái hai lay bên. À, tránh cái trường hợp mà nó bị cháy. Nhưng mà cái này nó tối quá thôi mình để 1 nhé. À, chừng nào á mà cái sản phẩm của mình mà nó sáng quá đó mình sợ nó cháy á thì mình mới để cái này nó hạn thấp xuống ha, ví dụ như là 0.5, 0.6, 0.7 gì đó. À, cái đó tùy mình rồi bây giờ để cho cái hình đó mà nó được sắc nét hơn nữa ha thì mình có thể điều chỉnh bằng cái này nhé cái cái cái, cái sáp dưới bên này nè này mình kiểm vô đây nè ha thì nó mới bật lên nó tính toán cho mình đó cái này giống như là nó làm cho cái những cái đường nét này nó sắc nét lại ha ngày trước là em sẽ quay qua bên photoshop em làm á nhưng mà bây giờ cái v ray 6 nó có tích hợp với, vô bên đây luôn rồi nó làm uh, khi mà mình làm cho nó căng nét lên đó có cái cảm giác là cái tấm hình của mình nó được sắc nét lên ha. À, tuy nhiên là mình cũng tránh lạm dụng nó quá nhé. À, ok ha. tạm thời thì em sẽ chốt cái ánh sáng này đây ha. em biết là chút hồi lên vật liệu nó sẽ bị tối lại á. cho nên làm cái ánh sáng ở đây nó hơi u về á. nó nó hơi quá đó. chỉ còn mà vừa vừa chút xíu thì mình sẽ phải uh, giảm lại. Uh, ví dụ em sẽ giảm ở đây ha. Thí dụ như một cái ánh sáng mà xô một cái view á mà chưa có vật liệu cái ánh sáng bình thường thôi em sẽ để cho nó sáng tầm khoảng này nè có sáng có tối ờ, cho có uh, nó có cái bóng đổ đánh qua ha bóng đổ đánh qua nghĩa là sao uh, đây nè cái này nó là hình trụ đúng không đó mọi người tưởng tượng nha đây nó là một cái hình trụ thì ánh sáng của nó có hướng đàng hoàng á đây là bên đây sáng nè ha ánh sáng đánh từ đây qua bên đây sáng bên đây tối á thì mọi người uh, nhìn được là nó có cái độ cong ha mình tưởng tượng mình tưởng tượng như là thí dụ như em cho cái cái đèn ở cái hướng 6 giờ này nè cho nó đánh bật lên luôn đi đó thì mọi người thấy nè ha cái đèn 6 giờ đó có phải là nó trực diện từ đây vô đây không thì nó sẽ đánh đều hết nguyên cái khối trụ này nè hay là đánh đều hết nguyên cái lưng này nè nó sẽ làm cho mình vẽ 3D mà giống như, như 2D vậy đó nó không có được cái chiều sâu ha nó 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 mất tiêu luôn cái hình khối của nó đó vì vậy là mình nên đi đối với lại À, mình mình nên đi để cái ánh sáng nó đánh một hướng rõ ràng ha thì mình sẽ thấy được cái hình khối của nó nó sẽ được tôn lên à, rồi như vậy nhé à, bây giờ thì em sẽ chốt cái phần ánh sáng này ở đây ha sang đến phần thứ năm thì mình sẽ tiến hành đi làm vật liệu cho nó ha thì đối với lại cái ghế này nè nó chỉ có hai cái vật liệu cơ bản thôi đó chính là cái gỗ màu đen nè với lại cái vật liệu là vải ha ở trong đây thì mình có sử dụng hai ba cái tết chơi gì đó để có được những cái tết chơi này á các bạn nhớ bấm vào cái phần download file thực hành ha ở trong cái thư mục tết chơi, em đã để sẵn hết rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi làm vật liệu cho nó nha. Rồi, ok ha. ở phần này thì mình sẽ sang đến vật liệu thì thật ra là vật liệu là em đã uh, test nãy giờ rồi, cho nên là uh, bây giờ để 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 em đi nói là cho nó nhanh ha. <laughs> uh, cũng ấn cái trường hợp là em vừa ngồi vừa vừa ngồi test vật liệu mà vừa nói lại với mọi người uh, nghe nó cũng rất là mệt. đương nhiên rồi, vật liệu thì mình sẽ vừa làm vừa test thôi, uh, đó chứ nó sẽ không có một cái thông số nhất định ha ờ à, thế thì nhìn tổng thể trên cái ghế này đây à, sau khi mình tạo vật liệu thì mình sẽ được cái này ha à, đó thì mình có hai cái vật liệu chính đó chính là cái phần gỗ này với lại cái phần vải ha đó cái cọng vải màu đen ở đây nè thì chẳng qua là mình lấy cái cái vải này mình đi hạ màu nữa. mình mình đi uh, cho nó tối xuống thành màu đen ha cái mây che ở đây thật ra là em đang đi lấy cái gỗ màu đen nè uh, xong rồi cái đi uh, uh, giữ lại cái mắp góc á uh, cái gỗ màu đen là do em hạ màu xuống nó mới có màu đen ha đó, cái này giữ lại cái map góc thì nó lên cái màu sáng như thế này Ok nhé Đó, một chút hồi em sẽ uh, Đồng thời cái này á, em có thay đổi một chút xíu về cái uh, chuyện mà uh, Không phải là rap mà là trong cái bản mà e e editor của cái map này nè Đó, có điều chỉnh một chút xíu ha Thế thì uh, bây giờ em sẽ tạo vật liệu trước Một chút hồi em sẽ gắn cái vật liệu vô cho cái ghế bên đây Thì mọi người sẽ thấy được cái uh, nó thay đổi chỗ nào thì mọi người sẽ biết được ha Rồi, thêm một cái điều nữa đó chính là về cái phần ánh sáng ha à, khi mà lên khi, khi mà lên vật liệu cho cái này á thì uh, em có một chút xíu thay đổi đó chính là cái ở đây nè xài cái tết chơi này nó hơi trắng ha nó hơi trắng uh, tại vì thích cái này quá đi nhưng mà bị một cái là cái map á nó hơi bị nhỏ uh, cho nên là phải để cho cái tết chơi này nó hơi to ra một chút xíu đó uh, rồi thế thì cái này nó trắng quá thì nó gây cháy ha vì thế là ở trong cái uh, ibrosu này À, em đã để cái à, hai bên này, ha giảm nó xuống 0.8 để cho nó bớt cháy thí dụ để nó một thì nó hơi cháy để nó xuống 0.8 cho nó đỡ đỡ hơn ha với lại á, là cũng giảm đi cái à, cái cái nguồn sáng chính à, cái 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 đèn á, ở hướng 3 giờ nè nó từ bên phía này nè ha nó tạt qua <laughs> hồi nãy hình như là em để 2.5 á giờ giảm xuống nó còn hai ha cho nó vừa vừa lại Uh, ok nhé bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi tạo vật liệu cho nó thôi uh, thế thì những cái tách chơi mà có sử dụng ở trong cái phần này ha uh, đó, thì ở trong cái file thực hành của mọi người á em có để cái thư mục tách chơi nè đó đây mình chỉ sử dụng ba cái này thôi nha uh, uh, lúc mà đi anh á mọi người vẫn có thể lấy cái này để đi quăng vô đi đi đi, đi, đi quăng vô để coi cái tách chơi nó như thế nào ha chứ không có nhất thiết phải lấy cái tách chơi y chang như cái hồi nãy ở ngay cái phần anh ráp đó ủa tự nhiên giờ nói tới vật liệu rồi giờ nói nói tới cái đó ở đây là cái gỗ màu đen nè, ở đây là vật liệu vải ha, còn cái cái này là cái viền màu đen thì mình đi từ cái vải này mình đi copy xuống thôi, cái mây che là từ cái gỗ mình đi copy xuống ha, rồi mình đi tạo lại nè, đầu tiên mình cũng sẽ uh, uh, chuột vải nè, material nè ha, vray nè, vray material nè, tạo vật liệu thì mình nhớ đi đặt tên cho nó nhé, rồi tạm thêm đặt tiếng việt ha, uh, đâu đó thì khi mà mọi người xài phần mềm nó cũng không nên có cái thói quen là đặt tiếng việt nhé mình nên uh, mình có thể đặt tiếng việt nhưng mà đừng gọi dấu rồi mình quăng cái test chơi gỗ vô đây nè, dù quăng vô thì nó được cái này ha. thì đối với lại cái gỗ á, mình sẽ sử dụng ba kênh đó là cái kênh diffuse, cái kênh bump và cái kênh reflection. À, có nghĩa là mày mờ ha. À, đó có nghĩa là mày mờ. À, rồi bây giờ cái này mình sẽ đi uh, uh, mình mình uh, trước khi mà đi đưa nó vào ba cái kênh này á mình nên đi thông qua một cái bộ lọc ha. mình chụp phải nè mình chọn vô map nè, xong rồi cái general nè, mình chọn là color correction ha. thì đây nó là một cái bộ lọc màu mình có thể là chọn nó xong rồi cái cần chô ship á, kéo nó ra thì có nghĩa là copy ha từ một cái map này nè mình sẽ đẩy nó vô đây ha à, mình mình nên để cái nào mà chung một nguồn á mình nên để chung ha ví dụ như mà mình không thích cái vân của cái texture này thì về sau quá mình chỉ cần bấm vô đây nè mình thay đổi cái đường link của nó là mình đã đổi qua thành được một cái mình đổi qua được một cái map khác ha và khỏi phải điều chỉnh quá nhiều tại vì cái này nó cùng một nguồn mà đổi một phát là tất cả những cái này nó sẽ thay đổi luôn đó, một cái, á, cái Defue, một cái thì nó sẽ vô cái kênh review một cái thì nó sẽ vô cái kênh băm nhà một cái thì nó sẽ vô cái kênh là rossinet Hay là cái video 6 ở để hai cái chữ này y chang là bây giờ không biết cái rossinet nào luôn. Rồi ha. Ở à đây có hai cái chữ rossinet thì mọi người lưu ý nha. Mình hãy đi để cái đừng 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 có chọn cái ở dưới nhá Mình hãy rossinet ở trên nè. Đó. À, Thế thì vậy nha. Cái ở trên này á ở đây nè mọi người thấy không khi mà kéo vô đây á cái chữ này nó có cái cái chỗ rosinit này nè nó có cái chữ m ha có nghĩa cái ở trên đó là cái rosinit của cái reflection có nghĩa là mày mờ phản xạ còn cái bên dưới ha nó cũng có cái rosinit nè nhưng mà nó thuộc về là reaction có nghĩa là cái mày mờ của cái khúc xạ ở hai cái này nó hoàn toàn khác nhau nha cho nên là mình đừng có nhầm lẫn ở đây nhá ờ, ok tóm lại mình sẽ để nó như thế này rồi đối với lại mình kích đúp á thì nó sẽ phóng to cái ô này lên cho mình nè ha rồi À, cái gỗ này á thì nhìn trong hình thì đâu đó em thấy là à, cái phản xạ của nó ở mức trung bình nè à. à, xong rồi cái à, cái mày mờ của nó là mày mờ rất nhiều ha Nó cái này mày mờ khá nhiều luôn á à, cái màu của nó là màu đen trước tiên mình đi xử lý cái màu của nó đi đó thì ở đây nè ha để cho cái này mà nó xuống màu đen á ở cái cái diffuse của nó đó để cho nó xuống màu đen đó, ha thì ở đây trước tiên mình đi giảm cái sắc độ nó xuống một chút xíu ví dụ như mình cho nó là âm 80 đi đó hồi nãy nó vàng vàng đúng không mình giảm nó xuống á là nó, nó, nó mất đi cái sắc vàng rồi bây giờ mà muốn cho nó tối á thì ở đây nè ha bên cái fan á mình bấm vào đây nè ha xong rồi cái này nè mình giảm nó xuống ví dụ như là nãy em test là 0.22 á đó mọi người thấy không nó sẫm xuống màu đen luôn rồi rồi nó à, còn đối với lại cái kênh băm mà ha thì cái kênh băm á mình nên sử dụng cái map là trắng đen thì ở đây cũng là color correction mình bấm vô đây nè mình sẽ có cái mono Germ, ha mình kiểm vô đây một phát thì nó sẽ trở thành là cái map trắng đen luôn Uh, ok chưa rồi còn cái cái, uh, cái uh, cái 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 map này là cái map mày mờ nhưng mà phải cho nó có một chút phản xạ thì mình mới đi mày mờ mới có tác dụng ha. Rồi, cái reflection này nè, nó có nghĩa là phản xạ ha. Cái này em cho nó phản xạ nó tương đối để nó ở ngay ở cái mức uh, giữa giữa như thế này. Đó, rồi. Tuy nhiên là hiện tại đó nha. Đó thí dụ như mà mình chưa mày mờ á, mọi người sẽ thấy nè, nó cái phản xạ của nó nè ha. thay à, thấy 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 cái đèn ở đây không? Đó, uh, nó 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 phản xạ ở mức trung bình, uh, nó khá là bóng ha. Uh, bây giờ thí dụ như mình kéo cái map này nè, mình kéo vô cái rossinet nè ha thì nó sẽ bị khô queo à. Tại vì cái map này á nó đang rất là tối, bằng chứng nè, mình bấm vô đồ chôm nè ha. Đó, thì mình thấy cái map màu xám này, cái cái này nó tính ra là nó khá là tối đó ha. Uh, có nghĩa là nó mày mờ rất là nhiều. Khi mà nó mày mờ rất là nhiều nó sẽ làm cho cái đối tượng nó bị đen thui như thế này. Để cho cái map này á nó uh, nó nghiêng về màu trắng ha. Uh, thì nó sẽ mờ mờ ít hơn thì bây giờ mình đẩy nó lên màu 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 gần trắng là như thế nào nữa ha đó mình chọn cái này nè xong rồi cái mình qua bên cái mục Pen nè ha đây cái thông số này mình để nó lên tầm khoảng là 1.8 đó thì cái map này nó sáng hơn đó cái này nó đỡ khô hơn ha đó, giả bộ như là mình để nó là 2.2 đi đó mọi người thấy không nó đỡ khô hơn để 5 đi chẳng hạn đó là cái này nó trắng bóc luôn à đó uh, thì thì cái này nó sẽ mày mờ rất là ít ha đây uh, rồi quay trở lại cái đây, cái cái, gỗ này thì cho nó khô khô ha mình để nó 1.8 cỡ cỡ này thôi đó cho nó hơi hơi phản xạ ở đây thôi nè như vậy thôi là mình đã xong được cái vật liệu gỗ màu đen rồi ha à, thế thì làm sao để có được cái vật liệu may che mình quét hết như thế này nè giữ cần chô với lại ship nhá xong rồi cái mình cầm cái này mình kéo xuống đây nè đó thì có cái này cái bước này có nghĩa là mình đi copy ra một cái vật liệu mới á thì ở đây á mọi người nhớ là mình đi đặt tên cho nó nha ví dụ như là may che ở đây cái cách đặt tên đúng của nó nè ha mày che đừng có dấu nhé ờ, mình không có dấu ở đâu mình không có dấu ở trên map nè mình không gói dấu ở đâu nữa không gói dấu ở trên những cái thư mục mà nó có ờ uh, đó thí dụ như cái đường dẫn trên cái thư mục của mình nè nó những cái thư mục này mọi người cũng đừng có dấu luôn nha buồn buồn nó không hiểu đâu thế thì đối với lại mây che thì cái màu của nó sáng hơn ha chứ nó không có tối đen thui như thế này thì mình sẽ vô cái color correction ở ngay cái mục mà đi á quá mình đẩy nó lên nha ví dụ như là 0.7 À, rồi mình đẩy cái màu của nó về về đây, đừng đừng có để nó vàng quá nhìn nó ghê quá. À, cái 0.7 này thì làm cho nó sáng màu hơn. À, rồi, đó, còn cái saturation này á, ở đây là cái mức trung bình, cái map góc nè ha. Nó đẩy qua đây là cái màu của nó ô về hơn, còn đẩy về đây á thì nó sẽ lọc bớt nó 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 đẩy tận cùng luôn thì nó sẽ là trắng đen ha. Để để đây để cho nó khử bớt cái màu vàng đi, vàng quá nhìn nó sợ quá. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tới cái vật liệu vải ha. Thì trước tiên mình cũng sẽ đi tạo một cục vật liệu nè chụp phải vô materialo nè, Vray nè, Vray MTL nè. Đó. Có công việc quen thuộc. Bây giờ ha, mình sẽ cầm cái này mình quăng ở vô đây. Vậy thì mình sẽ sử dụng hai cái map ha. Một cái á nó chính là cái map bump, nhà một cái á nó chính là cái nó 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 là cái cái diffuse ha, cái bề mặt. Uh, đây, mọi người xem nè, đó cái vật liệu thật của nó nè ha. Nó có cái texture ở đây rõ ràng ha. Kể cả cái công chỉ màu đen á cái công chỉ màu đen á, mình nhìn kỹ á, mình vẫn thấy là nó có ở cái texture của nó chứ nó không có đơn thuần là màu đen đâu ha Rồi, thật ra mà nói thì uh, Thật ra mà nói thì vải á, nó lại có cái tính chất á, là nhìn trực diện cái màu của nó đúng ha Còn nhìn xiên thì cái màu của nó nó sẽ bị bật đi uh, Thôi thì ở trong cái tutorial này em sẽ lượt bỏ qua cái tính chất đó nha Đôi bụng nó đang đợi điên sáng ấy rồi, bây giờ ha, cái này nè, mà cái cái biết map nè ha, mình sẽ à, lại một lần nữa mình lọc nó qua cái kênh color correction. Chứ chi điểm mình có thể à, điều chỉnh được cái màu của nó ha. Vô cái địa phim nè. Đó. À, đâu đó thì cái map này á nó hơi hơi có cái à, sắc vàng ha, thì mình có thể là giảm bớt cái sắc vàng cho nó nè. Rồi cái này mình thí dụ như mình cho nó tối màu lại ha. Ví dụ như mình để nó xuống là 0.7 chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ tối cái màu đó lại. Để em cho nó giảm nó xuống ha, cho nó ra cái màu nó hơi xám xám một chút xíu. này đi ha, chắc là 0.8 thử xem. Rồi, còn cái map này á nó thuộc về cái map băm ha. Đó, map băm là gì? Nó sẽ làm cho cái tá chơi của mình á nhìn nó hơi lẫn cận hơn. Đó. À, rồi, ở đây đó ha, mặc định băm nó là 30 thì đối với này em cho nó 50 luôn đi. Nhìn trên đây á, thì mình cũng chưa thấy được gì đâu. Thôi thì mình qua tới cái model quá thì thì mình mới biết được cái này là vải ha mình lại y chang y chang như hồi nãy đó mình giữ cần chô với xếp nè mình copy nó xuống đây à, rồi cái này mình đặt tên cho nó là viền đi đó cái viền màu đen á ha thì cái viền này nó màu đen mình sẽ đi giảm màu nó xuống ví dụ như là ở color correction này nè hồi nãy mình để là 0.8 đúng không mình giảm nó xuống nữa càng cái, cái con số này càng thấp á thì nó sẽ càng tối ha cỡ 0.2 là nó ra cái viền màu đen luôn rồi ok ha đó như vậy là mình đã ra được mình đã tạo được bốn cái vật liệu ha À, thế thì bây giờ mình sẽ đi à, à, đi gán vật liệu cho nó nè ở trước tiên về tổng thể á, mình có thể thấy á, là nguyên cái ghế này nó đa phần là cái gỗ màu đen ha vì vậy mình, mình mình cứ phan trước cái vật liệu này vô cho nó đi tiếp theo ha mình hãy đi open nó ra đối với lại cái gói nè không mình đi gán cái vật liệu này cho nó rồi cái cái cổng chỉ màu đen nè ha Uh, ok chưa? Đó, đâu đó cái unwrap của cái công chỉ màu đen này thì nó ok rồi. tuy nhiên là cái gói này nè. hồi nãy khi mà mình đi unwrap á, mình để cho cái texture của nó nhỏ quá. và hiện tại nha. mặc dù là em thích xài cái map này, nhưng mà cái map này nó bị á, mọi người thấy á, uh, uh, đó, đó nó bị chia từng ô từng ô nhỏ như thế này nè ha. là bản chất là tại vì cái uh, cái tấm hình này nè, nó chỉ nó uh, nó chỉ ở mức tương đối thôi chứ nó không phải là một cái texture uh, hợp lý ha. Uh, nó, nó không phải là một cái tay chơi lý tưởng cái này chẳng qua cũng chỉ là cái hình chụp của người ta thôi thế Thì khi mà người ta chụp á uh, người ta cũng cố gắng là canh cho nó đều màu rồi nhưng mà không khó lắm nha uh, đó, ở phần trên đây nó hơi sáng nè Giờ ở phần đây nó hơi tối thế thì khi mà cái map này á, nó bị scale nhỏ trên một cái bề mặt của mình ha thì mọi người sẽ thấy nè giữa 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 cái phần đầu với cái phần đuôi á nó xếp cạnh nhau á nó sẽ gây ra cái hiện tượng này uh, thấy không đó, uh, cái này gọi là cái hiện tượng thay liền đó, ha đó cái chữ thay liền nè Uh, thay lần nó có nghĩa là nó bị chia thành từng ô từng ô như thế này đó để tránh cái việc này xảy ra ha thì mình sẽ thay đổi nó một chút ở trong cái rap là mình sẽ làm cho cái chơi này nó to hơn đó bằng cách là mình chọn cái đối tượng nè ha mình chọn cái model là cái gói này nè xong rồi cái uh, đó cái này không có nêm không có gì hết không có sợ tăng lưới nhá mình bấm vô ạ nè xong rồi cái mình bật cái bảng là editor lên đó mình phải thêm lệnh thì mình mới bật được cái bảng này lên ha chọn hai cái này nè mình uh, cần cho a ha bấm vô đây thì nó sẽ xếp lại uh, rồi cái này á mình không muốn mà nó bị cắt vô đâu hết là mình kiểm vô đây ha để chọn một cái bully nó chọn nguyên cái element nè rồi cái này thì mình có thể là nhấn r ha mình scale nó lên và mình cố gắng á là mình đặt nó vô trong một cái ô thôi ha còn không mình có thể bấm vậy nè bấm vậy cũng được rồi chọn cái này nè bấm vậy cũng được thí dụ mọi người chọn hai cái luôn á bấm nó vô đây thì nó cố gắng nó xếp một ô ha còn mình chỉ chọn cái thôi mình bấm vô đây thì nó xếp gọn cho một ô như thế này đó đâu đó em nghĩ là cái tỷ lệ này thì nó cũng ờ uh, nó, mặc dù là nó đang hơi to hơn một chút xíu so với cái ý muốn nhưng mà nó nó cũng khá là ok rồi à, mình không có tự vẽ cái map thì đôi khi là mình bị phụ thuộc á à, Cái này xong rồi thì mình có thể là hình vật nó sang edit thêm bộ bộ ly, ha nó không đụng tới nó nữa Bây giờ tới ba cái cục này à, cái này á thì hồi nãy mình có đi giúp nó lại ha à, à, hồi đi dựng hình chứ phải hồi nãy đó, bây giờ mình có thể là Ok mình rã giúp nó luôn rồi rồi ha những cái mây che này nè mọi người có thể là đi át tác nó lại với nhau ha mây che thì mình đi át tác với lại cái mây che còn ba cái vòng này ba à, cái vòng này nữa ha thế thì bây giờ mình sẽ quan sát vô cái tấm hình đó chỉ có cái vòng này là nó màu đen thôi nha à, đó à, có cái cục gỗ trong đây cái màu nó hơi cam nhưng mà thôi em kệ em cho nó là cái vật liệu mây che luôn nhá à, cứ kệ nữa đi rồi mình chỉ tách cái vòng này ra thôi nha tại vì cái vòng đó là nó là màu đen đó, mình nhấn số 5 nè, mình chọn nó nè. chỉ chọn riêng cái vòng này nè, mình đi detect đi nó ra. Detect xong rồi cái mình hai selection nó luôn đi. Toàn bộ những cái này nè ha, là gồm có mây che nè. Ờ, đó, nó gồm có cái viền nè, mây che nè, với lại cái cục gỗ bên trong này thì mình sẽ cho nó cái 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 màu này cho nó cùng chung cái vật liệu mây che ha. Ok chưa? Đó, nó sẽ như vậy nhé. Rồi, xong xuôi hết rồi thì mình có thể group nó lại ha. Rút nó lại mọi người nhớ kiểm tra nha Cái mà mình đi detect á Nó 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 không có Nó đang bị rớt ra ngoài nè Thấy chưa Thì cái này mình sẽ phải làm sao nè ha Mọi người chọn riêng cái vòng này thôi Đó Xong rồi cái mình vô ngay cái mục group nè Nó có cái attack á Phím tắt là cần chu u nè ha Cái mình biết nó vô cái group cũ Đó thì nó sẽ nhảy vô lại cái group đó nha à, Rồi tương tự thì mình cũng sẽ sửa lại cho cái này ha Đó cái này hồi nãy em chưa có sửa nè Đối với lại ba cái vòng tròn Cái màu này, cái màu gốc này em để nó đậm hơn á Nó đậm hơn mà nó còn bị cháy, Ờ thế thì chắc là em cũng sẽ cho nó uh, giảm, giảm bớt ha Này cái vải cũ nè Hồi nãy cái vải cũ của em Thấy không? Để nó là 0.5 Rồi cái saturation nó tụt xuống Tới đây luôn đó, Rồi thôi, cái này chắc là kéo lại cho nó giống giống nha uh, Mắc công test thì test lại quá đó mọi người có thể test uh, cho nó ra Cái màu mà như mình mong muốn nha Nó còn ở đây thì em chỉ để như vậy thôi lâu cái lớp này lại. ở đây á mọi người có nhớ hồi nãy á, trước khi mình lâu qua đây mình đi chuyển chụp không? À, đó thì thi thoảng ha khi mà mình đi uh, copy xong mà cái mình pay qua bên đây á nó sẽ xảy ra cái hiện tượng á là cái 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 chụp á nó bị nhảy cái này nè mình chỉ việc nhấn insert ha insert là cái nút mà trên cái nút đeo á à, insert nó sẽ là cái nút mà trên cái nút đeo ha à, nó là phím tắt của cái này nè qua tab thứ ba chọn như effect only ha nó là phím tắt của cái đó đấy rồi tương tự cái này cũng vậy nữa nè đó à, mình mình chuyển trục xong á mình bấm e mình bấm w e uh, với lại r đó, cho ba cái trục trục uh, xoay trục scale rồi ha nó đều xuống đây hết nhé bây giờ thì em sẽ đi enter uh, render test cho nó nè ha mọi người có thấy hai cái vật liệu gỗ này nó khác nhau gì không nãy cái bên đây á lo nói dữ quá em quên mất là đi tăng cái uh, đi, đi đi tăng cái cường độ băm cho nó ở bên đây á ha cho nên á uh, là cái này nó bị như thế này đó, ở đây mình sẽ điều chỉnh nó lại một chút xíu nhé So với lại cái gỗ cũ á, thì cái băm em để nó là 50 nè ha Còn cái 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 gỗ cái gỗ mà em đi tạo lại á, để mới nó có 30 nha Ok, như vậy thì em đã hướng dẫn mọi người đi tạo xong luôn cái phần vật liệu cho nó rồi ha Bây giờ thì em sẽ kết thúc cái uh, phần uh, tutorial này ở đây nha cái tutorial này nó hơi dài ha à, đây hy vọng là sau 5 phần thì mọi người cũng đã modeling được một cái sản phẩm trông giống như thế này rồi à, rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi đến giờ phút này hẹn gặp lại mọi người ở trong một cái tutorial khác nhé bye 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 xin chào mọi người nè